bảo đảm với ông chủ, tôi làm nghề này uy tín mấy chục năm nay rồi, khách mà muốn cỡ nào tôi mai mối đúng y như ý của khách vậy đó, tiền nào của nấy mà ông chủ. Nè, cặp nào mà được tôi xe duyên đó hả, bảo đảm tới răng long đầu bạc cũng còn dính sam vậy đó. Rồi, ông chủ là thượng đế của tôi, ông chủ muốn cỡ nào cũng được, có tiền mua tiên cũng được mà. Ý ông chủ muốn sao? Một người vợ là một phụ nữ mắng con tốt nái, hay là cô gái con nhà quyền quý, hay là một vẻ đẹp như Tây Thi, như Dương Quý Phi? Ngộ không cần đẹp. Hả? Không cần đẹp? À, vậy là tôi kiếm cho ông một cô vợ có của hồi môn. Không cần của hồi môn. Không cần của hồi môn. À, vậy tôi kiếm cho ông một cô vợ gần đây nè, để ông dễ đi qua đi lại. Ây da, càng xa càng tốt. Càng xa càng tốt? Ủa sao kỳ vậy? Tiêu chuẩn cưới vợ của ông sao kỳ vậy? Cưới vợ mà không cần đẹp, không cần của hồi môn, không cần đẻ, mà càng xa càng tốt. Vậy chứ cái ý ông muốn gì? Đặc biệt là nó phải còn trong trắng. Trong trắng? Ý của ông muốn cưới vợ còn trinh tiết? Ngộ chỉ cần như thế. À, được, tôi sẽ làm vừa lòng ông. Thầy Tư à, hoàn cảnh nhà thầy á, đầu trên xóm dưới ai cũng rõ hết à. Còn cô Tư á, thuốc thang nằm liệt tại chỗ, hai cho con quần quật, ai mà không thương. Cô hai nhà này á, thì ngoan hiền hiếu thảo, như một nụ hoa hàm tiếu vậy đó, phải tìm nơi nương tựa chứ. Còn các ông chủ mà tôi giới thiệu đó, tiền muôn bạc vạn, kẻ hầu người hạ đầy nhà. Tôi bảo đảm cô hai này một bước lên bà, còn chần chờ gì nữa. Nhưng mà nó ngặt cái là gia đình người ta giàu sang, con gái tôi á, nó quen cảnh bần hàn, rồi người ta đối xử như sao với nó đây. Tôi biết, nhưng mà ông cứ yên tâm đi, ông chủ nhà tôi á là một người rất là tốt. Ông thật tâm muốn tìm một người vợ trẻ trung, ngoan hiền, lại con nhà gia giáo mà dễ thương như cô hai nhà này nè. Tôi đi từ đầu trên xóm dưới rồi, chỉ lựa được có một cô hai nhà này thôi à. Nhưng mà nó còn nhỏ lắm, tôi không có gả đâu. Mẹ, nãy giờ mẹ nghe hết mọi chuyện rồi đó. Con bất hiếu, không làm gì để giúp cha mẹ được. Bây giờ có cơ hội này thì may ra. Con, cha mẹ sinh con ra không phải là để bán chát. Ấy ấy, gả con cho nhà giàu đâu có phải là cái tội. Họ nộp xính lễ là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà phải xứng với cái công lao dưỡng dục sinh thành ra cô này đẹp như vậy đó. Nhưng mà nhà chồng xa quá, phải đi tới 2 ngày đường lận. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên. Con à, hôn sự là cả một đời người, cha nghĩ là con nên suy nghĩ cho thật kỹ nghe con. Bà Mai, bà có hứa chắc tiền đặt cưới là 100 lạng vàng không? Tôi bảo đảm, đặt tại chỗ luôn. Tôi đồng ý. Con,
Ly còn trong trắng đúng không? Dạ đúng vậy. Phận gái khuê môn, em chưa từng đi đâu xa. Từ lấy căn phòng này chỉ là gian sang của làng, làng không được dời nó lỡ tôi. Làng muốn gì ta sẽ cung phụng làng lập tức, không thiếu sót và cũng không chậm trễ. Chỉ cần làng hãy nhớ lời ta dặn. Dạ, lấy chồng theo chồng, em hiểu. Làng hãy nhớ, sống là người của họ ta, chết là ma của họ ta. Lặp lại. Làng nói lại câu này cho ta nghe. Sao phải nhắc lại ạ? Ta muốn nghe câu này hàng ngàn. Sống là người họ Tạ, chết là ma họ Tạ. Đúng rồi. Dạ, ông nghỉ ngơi đi ạ. Em lấy khăn ướt lau mặt cho ông. Không cần, ta sẽ ra ngoài. Làm hay nghỉ ngơi cho khỏe. Cần gì gõ cửa, người hầu sẽ phục vụ ngay. Thật là kỳ lạ. Chị thấy kỳ lạ sao? Chị thấy á, chị không hiểu là ông cưới chị về làm cái gì nữa. Ờ, em thấy chị sung sướng mà. Chị đâu có ham tiền. Chẳng qua mẹ chị đang bệnh nặng, không có tiền chạy chữa, nên chị nhắm mắt xuôi chân về làm vợ người ta. Bù lại á, người ta nộp tiền xính lễ để giúp gia đình chị vượt qua cảnh ngặt nghèo này. Thì ra là vậy. Nhưng mà chị thấy không có giống. Sao không giống? Không có giống như là cảnh về làm vợ người ta vậy đó. Chị thấy giống như là mua chị về để trưng cho vui nhà vui cửa. Bẩm chư thần linh, con đã sắp hoàn thành sứ mạng của mình. Xin chư thần linh chứng giám cho con. Con đã tìm được một đồng nữ là người con gái còn trinh, là cho nàng ta trai tình suốt 3 tháng qua. Cũng cho nàng ta học được khẩu quyết: sống là người của họ ta, chết là ma của họ ta. Chuyển hết số tài sản xuống hầm kiên cố này. Số tài sản này mà không có người giữ của thì làm sao con yên tâm được. Xin thần linh chứng giám cho con. Con xin hiến đồng nữ làm thần giữ của. Nói trong tuần trăng này, con sẽ đưa nàng ấy xuống hầm. Nàng ta sẽ vĩnh viễn không rời khỏi cô bác. Ta sẽ là thần chứ của cho con. Cha ơi, mẹ ơi, con về rồi nè. Cha mẹ ơi, con về rồi.
Sao lâu quá con mới về thăm cha mẹ vậy? Cuộc sống bên nhà chồng á hả, có sung túc không con? Họ có đối xử tốt với con không? Con có gặp chuyện gì không? Sao con ốm dữ vậy nè? Dạ thôi, hôm mà chủ với cô chủ hãy vào trong nhà rồi nói chuyện. Thôi vô nhà đi con. Đi. Trời ơi, chuyện này quái lạ nghe. Tại sao cứ vợ trẻ về mà để nó dò dỏ một mình suốt 3 tháng vậy? Mẹ cứ tưởng kỳ này con về là có tin vui rồi chứ. Ông ấy rất tốt với con mẹ. Con muốn phấn sáp, quần áo hay ăn uống thứ gì á, chồng cũng cho hết á. Chỉ có điều bắt con ở trong phòng một mình chán lắm cha, không cho đi đâu hết. Không đụng đến con mình. Này con, không cho con đi đâu. Giàu có như vậy mà hành tung lạ nha. Nè, hằng ngày á, chồng con nó có để nói hớ một cái câu gì không con? Nói hớ hả cha? Nói hớ một cái câu gì lạ lùng á. Dạ, hình như là không có. Mấy ngày nay á hả, trời mưa, ông chủ có đi ra ngoài rồi về, giày dép dơ còn chết, bắt con phải chùi rửa nữa. Chuyện cả tuần nay đúng không em? Dạ đúng. Dạ đúng rồi cha. Cứ hễ trời tối á là ổng đi với hai người hầu ra ngoài khuya lơ khuya lắc mới về. Khuya lơ khuya lắc mới về. Nó đi đâu? Dạ chuyện này con không rõ. Con có hỏi nhưng thấy chồng con không vui nên thôi. Nhưng mà con thấy á, có lần là khiêng rương hàng nặng lắm cha. Khiêng hàng mà đi đâu giữa đêm giữa hôm à? Ôi chuyện có gì lạ đâu, đó là chuyện mần ăn mà. Nhiều khi đàn ông ra ngoài gặp nhau ham vui chút đỉnh thôi mà. Mẹ ơi, chồng con á không có ham vui thứ gì đâu mẹ, lúc nào chỉ lo tính toán làm ăn buôn bán thôi à. Rồi còn vác cuốc đi nữa đó cô chủ, không lẽ cho người đi đào bới với ban đêm? Không lẽ chồng con ham công tiếc việc vậy thì sao? Giàu có quá mà. Khoan. Con, có lần con kể cho cha nghe đó, chồng con nó thờ một cái đạo gì lạ lùng lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Đạo gì á thì con không hiểu, nhưng mà thấy có vẻ giống phù thủy lắm cha. Cưới gái còn trinh về, không cho đi đâu, cho ngủ riêng, hành tung kỳ lạ, thờ đạo thì rất là kỳ quặc. Không lẽ giống cái chuyện mà mình đọc trong sách đó? Con nè, hằng ngày chồng con nó có bắt con đọc có câu gì đó cho thật thuộc hay không? Sao cha hỏi vậy? Thì bình thường hai vợ chồng con vẫn nói chuyện với nhau bình thường mà. Có mà cô chủ. Cô chủ quên rồi hả? Ngày nào con cũng nghe muốn thuộc luôn á. Cái câu đó có gì quan trọng đâu em. Con nè, đó là câu gì vậy? Con nói cho cha nghe coi. Ủa sao vậy cha? Mà con nghĩ á, chắc là tại ông lớn tuổi nên lo xa thôi à. Câu gì mà sống là người họ Tạ, chết cũng là ma họ Tạ. Sống cũng là người họ Tạ mà chết cũng là ma họ Tạ. Nó bắt con đọc đi đọc lại cho thuộc phải không? Dạ đúng rồi. Sao cha biết? Khẩu quyết. Nó bắt con tôi phải đọc khẩu quyết à. Cầu trời cho không phải là như vậy. Cha à, cha nói cái gì vậy? Ông làm cái gì mà mặt mày thất sắc dữ vậy? Mời bà chủ về cha. Hai anh thông cảm, cho cô chủ ở lại nói chuyện với ba mẹ chút rồi thế về mà. Nhanh lên nghe chưa? Dạ. Con ơi, sao mẹ linh tính, có cái chuyện gì bất ổn quá. Không sao đâu mẹ. Nè con, con về bên chồng con được bao lâu rồi? Dạ hơn 3 tháng rồi cha. 3 tháng tức là sắp sửa tới 100 ngày rồi. Không được đâu. Nè,
kể từ bây giờ cha phải qua bên đó để canh chừng con thật kỹ lưỡng. Cha à, đường xá xa xôi, cha đi chi cho cực. Để con xin chồng á về thăm cha mẹ thường xuyên hơn. Không được, đây là thời điểm quan trọng, cha phải tới để canh chừng con thường xuyên. Canh chừng con? Cha sợ con bỏ trốn hả? Không phải là con bỏ trốn đâu, mà người ta sẽ dẫn con đi mất tiêu con à. Cái gì mà ghê quá vậy? Là ai vậy chứ? Họ dẫn con đi đâu? Không được, không được, con phải ở lại đây với mẹ, con không đi đâu hết á. Bà nói hay, mình đã gả con mình cho người ta, nó có chồng rồi, làm sao mà bắt lại được. Nhưng mà lúc này tôi rối quá, không biết phải làm sao bây giờ. Cha à, cha mẹ yên tâm đi, nếu con đi đâu á, con sẽ nói cho cha mẹ biết. Nhưng mà lúc đó muộn rồi cô chủ ơi, ai mà biết cô chủ ở đâu đi kiếm. Phải rồi, bây giờ như thế này nè, ba sẽ nhặt một mớ sỏi cho con đi đâu con cứ để bên mình á, rồi hãy mà con đi đâu rải xuống đường để ba lần theo cái dấu vết đó mà ba đi kiếm con, nghe chưa? Cha à, như vậy thì kỳ lắm, không lẽ đi đâu á con cũng đem mớ sỏi theo sao? Nó nặng thấy mồ làm sao đem theo được. Trời ơi, bây giờ tôi biết phải làm sao bây giờ. Con có ý kiến này nè. Sao con? Dạ, con có cái bọc đậu xanh này nè, trong trường hợp chị đi đâu á thì cứ rải đậu này trên đường cô chủ đi, sau ngày nó sẽ nảy mầm mọc lên, nếu mà ông có tới trễ á thì cứ lần theo dấu vết mà tìm. Sao tôi lại quên cái chuyện này? Con cứ cất đi nghe không? Con giữ cái bịch đậu xanh rồi bên mình ấy, nó tiện lợi lắm, có gì ba sẽ lần theo cái dấu vết này ba tìm con, nghe chưa? Dạ, vậy thôi được rồi. Con sẽ giữ cái này bên mình cho ba mẹ yên tâm. Bây giờ con xin phép về. Con đi mạnh giỏi nha. Thưa cha, con đi. Con đi nha mẹ. Đi theo tôi liền bây giờ. Theo ông đi đâu ạ? Gặp một nhân vật rất là quan trọng mà. Em có thể dẫn hầu gái theo được không? Không được, chỉ đi một mình, không trai theo hết. Nhưng mà bây giờ tối rồi. Đi đi. Cái người làm cái gì vậy? Bà chủ hãy tuân lệnh ông chủ, lên đường ngay. Chúng tôi sẽ hộ tống bà, bà cứ yên tâm. Nhà không, cha đến thăm con nè, ra tiếp cha đi con. Ông đi về đi. Này bà chủ ơi, bà chủ làm ơn cho tôi biết con gái tôi đâu. Ông bà chủ không có ở nhà, đi vắng rồi. Đi vắng rồi thì đi đâu chứ? Tôi đã đứng đây tôi chầu trực 3 ngày nay rồi, tôi có thấy mặt con gái tôi đâu. Làm ơn làm phước cho tôi biết con gái tôi ở đâu chú. Thôi ông đi về đi ông già ơi. Nè, tôi nói cho mấy chú biết nha, mấy chú không có được quyền đuổi tôi nữa nha.
Dù sao tôi cũng là cha vợ của chủ mấy chú. Nếu như con gái tôi không có nhà, mấy chú làm ơn kêu chủ mấy chú ra tiếp tôi chút xíu được không? Ông có nghe rõ không? Ông bà chủ không có ở nhà. Ông đi về đi. Ê! Già mắc dịch. Vô lý như vậy chứ. Nó nhắn mình lên đây thăm nó, giờ đi vắng hết chứ cũng phải nhắn lại mình một tiếng chứ, tại sao lại như vậy? Có chuyện gì kỳ quá? Hay là con ơi, con gái. Tới rồi Quang ơi. Dạ đây này Quang. Quang ơi Quang. Thưa Quang, con gái tôi có thể là chết như thế này vậy, mong Quang giúp giùm. Chứ để nó chết Quang cứ tội lắm Quang ơi. Giúp giúp. Chuyện ngươi vừa nói thật là Quang được. Dạ không Quang được đâu. Tôi xin hứa, lấy cái đầu của tôi chịu trách nhiệm trước lời nói của tôi, nếu như đó không phải là sự thật Quang à. Vậy con gái nhà ngươi mất tích bao nhiêu ngày rồi? Dạ thưa, 5 ngày rồi. Dạ Quang biết không, căn cứ vào những hạt đậu xanh nảy mầm này nè, tôi tìm tới đây thì mất dấu, cho nên tôi nghĩ là dưới giếng này là có xác của con. Thôi Quang ơi, Quang ước quá Quang ơi, mong Quang cứu giùm Quang. Thật là khó tin. Quang ơi, Quang giúp giùm Quang cho lính đào lên rồi. Không được, các người không được lùng tới cái giếng này. Tao ơi, con gái tao đâu? Con gái tao đâu? Vậy nè, vậy hắn chính là... Dạ thưa Quang, nó chính là chồng của con gái tôi. Nó dẫn đi đâu? Bây giờ hỏi nó, nó không biết. Con gái tao đâu? Mày trả lời đi. Con gái tao đâu? Ngộ không biết. Nhưng mà các người không được quyền lũng lên cái dí này. Lớp này là lớp của Ngộ, dí này cũng là dí của Ngộ. Tại sao? Lên, đào lên. Dạ. Tại sao mày đi cái Ngộ à? Ngộ nó không có lò. Ngộ nó là không có lò mà. Trời ơi, không có lò được. Có biết không? Không lướt nào, trời ơi trời, ngồi đó là đang liền chạy bộ, ngồi đó không có lướt nào. Con ơi con, tỉnh lại đi con. Con ơi, con. Đúng là cha gả con nhập ác quỷ rồi. Con tưởng là mình không thể gặp lại cha mẹ được rồi. Hắn ta cho con ngậm xăm để chết từ từ, nhưng không ngờ được mọi người giải cứu. Mày đúng là quỷ đòi lấp ngươi. Không liệt,
thân dữ của cô ta. Tại sao các người, tại sao các người mua nó lên? Ta là tốn tiền, tốn bạc mua nó về đây. Ta cứ nó về đây là ta thả nó xuống này, nó là dữ của cô ta. Trả nó lại cho ta, trả nó lại cho ta. Linh đâu? Dạ. Lo nó về xét xử. Không được, không xét, không xử, không liệt. Cha có mệt không cha? Hay là cha con mình á kiếm chỗ nào nghỉ chút đi cha, thấy cha cũng mệt lắm rồi. Cái gốc cây đằng kia kìa. Dạ. Rồi, cha ngồi xuống đây nghỉ chút đi cha ơi. Cha, dạo này á con thấy sức khỏe cha cũng không có được tốt lắm. Hay là xong chuyến này á, cha cứ việc ở nhà đi, mọi chuyện để cho con lo hết cho. Chứ cha dầm mưa dãy nắng như vậy á, dễ đổ bệnh lắm. Cha không có sao, có con đi theo á, mọi công chuyện nặng nhọc á, con gánh vác hết rồi. Cha đi không không à, đâu có mần cái gì nặng nhọc đâu mà sinh ra đổ bệnh. À, cha ơi, hình như là có người. Cha con mình ở đó xem sao. Ơ, à. Ông ơi. À, để con phụ. À, con xin lỗi nãy giờ á, cha con ngồi nghỉ mệt ở đây á mà không có thấy ông ở đây. Ủa? Mà một mình ông đẩy cái xe thang này về nhà. Thường thường thì có vợ tôi đi theo. Nhưng bữa nay bà bệnh rồi, tôi làm mình tôi. À. Trời ơi. Dạ? Ông kéo cái xe thang này á hả? Nghề của tôi mà. Tôi làm cái nghề hầm than ở đây cho nên tôi quen rồi. Ông đừng có ỷ y nha. Cái nghề hầm than này á nó cực nhọc và nặng nề lắm. Mà ông không có con cái gì hay sao mà ông phải nặng nhọc kéo cái xe này? Cha con tôi á cũng đi đoạn đường này nè. Ông để cho con trai tôi á nó kéo ông đi một đoạn đi. À, à mà nhà ông ở gần đây không? Phiền các ông lắm. Dạ. Thôi để tôi kéo đi. Nhà tôi gần đây nè. Cứ qua cái khu quanh này tới rồi. Dạ không sao đâu, ông để con giúp cho. Được mà. Nhìn cái bộ dạng hai cha con ông á, là cái người ở xa tới đây đó hả? Đúng rồi. Tôi á làm nghề thầy thuốc, nhưng mà có một mình tôi à. Còn thằng con trai tôi á, nó làm công chuyện đồng án. Nó thấy tôi đi có một mình à, cho nên nó bỏ cả công chuyện để nó đi theo tôi. Coi nó vậy chứ mà nó giỏi giang và có hiếu lắm đó ông ơi. Thôi mình đi ông ơi. Nè, ông ăn đi. Thằng Quý nó về nó ăn sao mình cũng được mà. Ông, bộ nó có chuyện gì hả? Sao tôi thấy ông sao á? Tôi hỏi bà nè, bà thấy nó lớn rồi, mà có nghề ngỗng gì đâu. Suốt ngày cứ chơi bời liêu lỏng. Kệ nó đi ông ơi, nó đi chơi chứ có phá làng phá xóm gì đâu mà ông lo không biết nữa. Bà có biết đó là sai lầm của tôi với bà không? Mà tôi hỏi thiệt nha, có chuyện gì không? Cái về đây nè, đói bụng quá. Ừ. À, có cơm rồi hả? Cơm có. Ăn cơm, đói quá rồi. Nè 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 con. Dạ. Có chén đây mà. Trời. Để sẵn rồi sao con lấy tô một ký vậy ăn. Mẹ, ăn chén đâu được nhiêu cơm đâu. Sức con á là con trai, lớn rồi, phải ăn cái tô này mới đủ. Dạ. Rồi, con đủ rồi, phần cha mẹ đó. Ê, 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 con đi đâu vậy? Dạ. Sao con không ngồi để ăn cơm với cha mẹ? Mẹ, trong nhà mình á, chật chội, nóng nực lắm. Con ra ngoài hiên, ngồi ăn cho mát. Cha mẹ ăn đi. Nó ngủ rồi.
Sao ông đi ngủ đi, khuya rồi. Để mai lấy sức còn đi hành thang. Ê, còn cái hũ này. Ủa, vậy chứ hũ gì mà được đẩy kính vậy ông? Có chuyện này lâu nay tôi chưa có nói cho bà biết. Bao nhiêu năm nay á, tôi làm việc cực nhọc, tôi đã âm thầm để dành một cái hũ bạc đó. Hả? Thiệt hả ông? Chàng ơi, trời tuổi xế chiều gì mà vợ chồng mình á có một chút của ăn của để. Mừng quá. Ông à, tôi với ông bây giờ ăn có bao nhiêu đâu. Đấy. Cái chính á là mình để của hộ môn cho thằng con mình thằng Quý á. Thì đó, vợ chồng của mình chỉ có một mình nó là con, cho nên nó được cưng chiều hết mực. Dù cho mình nghèo khó cũng không có để cho con nó thiếu thốn một cái gì. Nhưng mà bây giờ nó đã 20 tuổi rồi mà nó chẳng biết thương cha thương mẹ chút nào. Nó chẳng biết phụ chuyện nhà chuyện cửa gì hết, chỉ biết ăn rồi chơi liêu lỏng. Ông đừng có tự trách mình nữa. Từ từ á, để rồi tôi với ông dạy con. Cái hũ bạc này nè, là cả đời của tôi để dành cho nó đó. Nhưng mà bây giờ giao cho nó thì nó đem tiền đi chơi phung phí, thì có khác nào mình giết con đâu hả bà. Bởi vậy tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi cương quyết bắt nó phải tự lập, tự nó kiếm sống thì mới được. Ông cương quyết cho nó tự lập hả ông? Sáng mai bà kêu nó dậy, tôi muốn nói chuyện với nó. Nhớ nha. Cha, mới sáng sớm cho gọi như vậy có chuyện chi vậy cha? Chưa chờ cho cha một cái còn sớm. Con lớn rồi, phải đi tìm việc làm nha. Ủa, cha, tìm việc làm là sao cha? Con đâu biết làm gì đâu. Tối ngày chỉ biết ăn chơi thôi à. Cha mẹ già rồi, không có còn sức để bảo bọc con đâu. Cha, cha nói gì kỳ vậy? Con thấy cha còn khỏe lắm á, ngày nào cũng đi kéo thang được. Già đâu già. Cha nói vậy là nói gỡ đó. Xui lắm, bỏ đi cha. Cha không có nói nhiều nữa. Từ bây giờ con phải đi ra ngoài kiếm việc làm cho cha. Nếu không kiếm được tiền thì đừng về đây. Cha, cha, cha nói gì kỳ vậy cha? Con là nói thì con không có biết làm gì hết. Với lại người nào giờ con có làm gì đâu. Cha mẹ ở nhà còn không cho con làm gì hết. Giờ bắt con đi kiếm việc làm, rồi không kiếm được tiền không cho con về nhà. Mày chỉ biết ăn chơi liêu lỏng hả? Hết tiền về xin cha xin mẹ. Cha mẹ không nuông chiều con nữa. Cha nói rồi nha, từ đây con phải đi kiếm việc làm. Nếu không kiếm được việc thì đừng về đây gặp cha. Cha, cha. Mẹ, sao kỳ vậy mẹ? Cha con nói đúng đó. Ngay cả mẹ con bắt con đi kiếm việc làm, mẹ con y chang như cha vậy đó. Cũng biết là con không có biết làm gì hết. Mà mẹ, ra ngoài đó việc làm đâu có dễ kiếm đâu. Rồi con không mang được tiền về nhà, rồi con không được về nhà, rồi con chết đói sao mẹ? Con chết luôn cho mẹ. Nó từ nhỏ tới giờ quen được nuông chiều, biết làm việc gì để kiếm ra tiền bây giờ. Con. Con. Thôi, con có nói chuyện với mẹ nữa đâu. Con nè, lỡ đây mẹ nói nghe nè. Mẹ bắt con đi kiếm việc làm chứ gì. Trời ơi, mẹ không có thương con chút nào hết á. Con. Thôi mẹ. Mẹ. Cái này nè. Dạ. Mẹ đưa cho con.
cố gắng kiếm việc làm nha con. Dạ con biết rồi. Khi nào cần dùng lắm đó, ví dụ tới nó. Nghe chưa? Dạ con biết rồi. Nhớ nhớ kiếm việc làm nha con. Con nhớ rồi. Mẹ. Dạ mẹ, đúng là mẹ thương con nhất. Con đi kiếm việc làm nha mẹ. Kiếm việc làm. Đi làm ăn, trời ơi cha ơi, nghĩ sao cho bắt con đi làm ăn. Ai, chỉ có mẹ là thương con. Ê, 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 gì mày? Mày làm gì vậy? Trời ơi, đừng có thấy Sang bắt Hoàng làm họ như mày. Tao kiếm mày nè. Kiếm tao chi? Hôm qua thua trận gà, mày mượn đỡ tiền của tao á. Bây giờ mày đưa cho tao đi, tao đưa cho má tao. Ý. Nhớ rồi, thiếu mày một đồng chứ gì. Chuyện nhỏ nè. Nghe gì không? Nghe. Nhiều quá. Tao mà mày đó, một đồng rủng rỉnh rủng rỉnh. Chuyện nhỏ một đồng đó. Trả mày một đồng. Cảm ơn nợ nha. Cảm ơn, cảm ơn. Không có gì. Ai mà buồn quá, tao tính đi chơi, đi chơi là phải có bạn đồng hành, không biết ai kia có nhà hứng đi chơi với tao không ta. Đây 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 đây. Mày cơm quá, mày đi đâu? Đi lên tỉnh chơi. Đây 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 đây, yên tâm tao lo hết. Vậy hả? Đây đây đây. Chào hai quý khách. Hai quý khách dùng chi? Cho hai tô cháo. Hai tô cháo? Dạ có liền. Nè, uống nước. Vô, vô, vô. Đã mày, nước đây còn khác nước làng mình nữa. Ê, ăn xong rồi đó, mày tính đi đâu? Về. Cháo đây. Xin mời hai quý dùng. Về mày làm tuột hứng thiệt á, lúc đi á sao tao rủ á, mày hào hứng lắm mà bây giờ đòi về. Thôi được rồi, ăn xong rồi về, mày mốt có tiền đi tiếp. Dạ. Con. Cha ngủ chưa mẹ? Chưa. Đừng có nói lớn, không còn thức. Dạ. Mấy hôm nay con ăn đâu? Rồi con ngủ đâu? Ở đâu? Mẹ yên tâm đi, con ăn ngon, ngủ sướng lắm. Nè, mẹ nhìn đi. Đó. Con khỏe mà mẹ. Mẹ, tiền mà mẹ cho con xài hết rồi. Sao vậy? Mẹ đã dặn con rồi, cái đó để dành khi nào cần lắm mới đem ra xài. Giờ con xài hết, mẹ làm sao nói với cha con đây? Con kiếm được việc làm chưa? Dạ chưa. Mấy nay con bận đi ăn đi chơi, con đâu kiếm việc làm đâu mẹ. Tôi chết rồi. Con. Ôi mẹ ơi, cha ra kìa mẹ. Rồi, không còn thức mà. Một lát ha. Quý về đó hả mày? Dạ. Con mới về đó không? Thưa cha, con mới về. Ê, con này cha. Con đi mấy mấy ngày mà cha nhận không ra con hả? Nè cha, con tìm được việc làm rồi. Nè, con có tiền lương nữa đó. Nè cha. Dạ, 5 đồng cha. Tiền lương con 5 đồng á. Kiếm tiền dễ ợt à cha. Dạ, cha thích á, mai mốt gì con ra kiếm cho cha 5 đồng nữa. Cha, sao cha quăng nó đi? Thôi,
con làm hết nhiệm vụ của con rồi, con kiếm tiền về đưa cho cha. Bây giờ con đi tắm. Mẹ, cơm ở dưới bếp không mẹ? Cha ơi! Đi! Cha! Cha! Đi là đi à? Cha cho con ở nhà đi cha! Đi! Cha! Tao nói đi cha. Cha cho con ở nhà đi mà cha! Đi đi! Cha! Cha! Đi! Bây giờ cha đuổi con ra đường á, con lấy gì sống cha? Nè! Tao cho mày cái tiền nè! Đi đi! Khuất mắt nào! Đi! Cha! Cha đuổi con thiệt hả? Tao nói đi là đi nha! Thôi được rồi! Bây giờ trước khi đi, cha có cho con chào mẹ cái đã. Không có chào gì đó, tao nói đi là đi bà. Đi! Đi! Thêm chút nữa được không cha? Đi là đi mà. Đúng là chợ tỉnh, cái gì cũng đắt đỏ. Đi có chút xíu mà mất hết 2 đồng rồi. Giờ còn có 2 đồng à. Thôi kệ. Dù gì dù cũng không được bạc đãi cái bụng mình. Kiếm cái gì đó ngon ngon ăn mới được. Ăn gì vô ngồi đi cậu. Cậu dùng gì chào cậu? Bà chủ, cho tôi cái thịt thơm thơm nữa đó, với lại bình rượu. Ở đây tôi có 3 loại rượu, loại nhất với loại ngon với loại thượng hạng, cậu lấy loại nào? Thượng hạng. Rồi, loại ngon nha. Đây. Rồi, chúc cậu ngon miệng nha. Quá đã. Quá. Đúng là đây sướng thiệt. Có tiền á, được đi chơi nè. Ăn uống cái gì cũng có. No rồi. Bà chủ, tính tiền. Rồi, tính tiền. Của cậu là 4 đồng. Bà chủ à, bà coi có tính lộn không? Tôi ăn có dĩa thịt với bình rượu à. Cái gì mà tới 4 đồng lận. Tính lộn gì mà tính lộn. Ở đây cậu nội lấy rượu ngon, rồi thịt thịt cũng ngon nữa. Tôi là bán rẻ nhất cái chợ này rồi đó. 4 đồng chứ không có tính lộn gì hết á. Bà chủ à, bà thông cảm cho tôi nghe. Tôi đi gấp quá, tôi còn có 2 đồng à. Gì 2 đồng? Bà cho tôi thiếu đi. Rồi dịp sau á tôi quay lại đây là tôi trả bà 2 đồng. Trời ơi, ăn uống no say cho đã rồi. Không lẽ giờ tôi móc họng của cậu ra chứ. Của người ta 4 đồng mà cậu trả 2 đồng làm sao? Mày muốn không có tiền á thì đừng có tới đây ăn nghe. Có 2 đồng này rồi tôi làm gì đây? Mà ăn muốn ăn quỵt hả? Bà con lại coi nè. Bà chủ, bà nó chủ. Nó đẹp đẽ vậy mà nó ăn quỵt của tôi nè. Bà chủ ơi, bà nó chủ ơi. Bây giờ nó không chịu trả tiền nè. Mọi người lại coi nè, coi có được không? Nó ăn uống cái kiểu đó đó. Mày muốn không có tiền á, đừng có lại quán tôi nghe chưa? Cho tôi thiếu đi. Thôi đi đi. Giờ không có tiền mà vô ăn rẻ rồi đi đó, có chịu nổi không? Thank you.
Hai anh ơi, hai anh có thể cho tôi miếng nước không? Tôi khát quá. Gì hả? Này qua đây. Dạ. Cảm ơn anh. Trời ơi, khát uống từ từ đổ ra ngoài hết trơn rồi. Biết ngoài đồng ruộng gì nước hiếm lắm không? Anh, cho tôi một chén nữa. Anh nữa hả? Từ từ thôi nghe. Dạ cảm ơn. Anh ơi. Hai anh có thể cho tôi miếng cơm. Hai ngày nay tôi không có gì trong bụng hết. Cái gì nữa? Mới cơm này ông chủ giao cho anh em tụi tao cút hết đám ruộng này mới được ăn. Đây không có dư đâu, đi chỗ khác mà xin. Đúng rồi, ta cho nước rồi muốn ăn nữa. Dạ cảm ơn hai anh. Nè. Dạ. Bộ mày đói lắm hả? Dạ. Nè mày ăn đi, nhưng mà với điều kiện là hồi phải phụ tao làm sạch đám cỏ này nghe. Dạ cảm ơn anh. Từ từ hơn, hồi mày mắc nghẹn mày chết rồi ai làm cho tụi tao? Dạ được anh. Ăn không, tôi phụ hai anh cuốc hết đám ruộng này. Mày đi xin việc làm hả? Dạ. Tao biết chứ, có chỗ này mướn người làm á. Mày chịu làm không? Dạ. Được anh. Làm cái gì không được á, miễn là có cơm ăn là tôi làm à. Thì phải có cơm ăn rồi, nhưng mày phải siêng năng nha. Bây giờ á, chủ của tao á đang cần người á phơi lúa với trẻ củi. Nếu mày chịu làm á thì chút á tao dắt mày qua gặp chủ tao, chịu không? Dạ chịu. Anh giúp em nha. Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn lắm. Đứng đợi tao đây một chút nha. Ừ. Dạ. Anh có chắc được không? Thì để tao vô tao nói rồi. Dạ. Em biết rồi. Dạ thưa bà. Cái gì mà ông sợ vậy? Dạ con thấy con thằng nó đi xin việc rồi con đem nó tới gặp bà. Ừ kêu nó vô. Dạ. Ừ. Ê vô đây nè. Dạ nó tới rồi bà. Dạ nó tới rồi bà. Bà cái gì? Dạ nó tới rồi. Mày né qua bên được không? Tao nhìn mày mấy năm nay tao chán lắm rồi, cho tao nhìn người mới đi. Dạ. Dạ con thưa bà. Ừ. Xoay vòng đi. Dạ. Tao kêu nó xoay chứ mày tao coi 80 vòng rồi nha. Xích qua bên được không? Mày đứng gần cái ô uế người ta liền. Dạ. Xoay vòng nữa đi. Xoay ngược lại. Vậy thôi đứng im luôn đi. Dạ. Chóng mặt đúng không? Dạ. Thôi đừng xoay nữa. Biết leo cây không? Dạ biết bà. Biết chèo xuồng không? Dạ biết luôn bà. Biết lội xong không? Cái đó con hay làm lắm bà. Được rồi, bà sẽ nhận mày vào hơn lúa. Sao ngỡ ngàng vậy? Ừ,
phơi lúa nó khác xa với mấy công việc kia lắm bà. À, khác xa công việc gì? Dạ, như bà nói là chèo cây, chèo xuồng, rồi không. Bơi. Mấy cái đó bà hỏi để bà biết thôi à. Tò mò đó mà. Dạ. Ừ. À, bây giờ nhiệm vụ ở đây á chỉ là phơi lúa thôi. Nhưng mà nhớ nha, phơi lúa mà trở trời một cái là đem lúa vô liền, không có được để nó bị úng. Nó mà úng là biết tài bà, biết chưa? Dạ, con biết rồi bà. Ừ, rồi thời gian phơi lúa thì rảnh rang thì vô chẻ củi. Sau đó mà chẻ củi mà dư thời gian nữa, cứ đi kiếm việc gì, thấy việc gì có thì làm. Đừng có ở không, bà không có thích ở không. À, dạ, con làm được bà. Ừ, vậy rồi, bà nhận nó đó, đưa nó đi ra ngoài nhà kho bỏ quan đó, cho nó ở tạm đó đi. Là bao ăn bao ở. Một ngày thì bà sẽ cho con 2 chén gạo. Đó là tiền công của con, được không? Dạ con cảm ơn bà. Ừ, vậy thì khi nào mà cần tiền công cứ tới gặp bà gom bà đưa cho một lần ha. Dạ bà ơi. Ừ? Con làm được nhiều gạo, cái con đổi bà cho con lấy bạc nghe. Ừ được chứ, miễn xiên là được hết. Dạ vậy thì con đi làm liền nha bà. Ừ thích thì làm được liền là làm. Dạ rồi, dẫn nó ra cất đồ đi cho nó đi làm liền nhớ không. Dạ, xin phép bà. Ừ dạ con cảm ơn bà. Ừ trời đất ơi, bay ăn dày rồi sức đâu làm việc hả bay? Không sao bà chủ, ăn là ngon lắm rồi. Trời đất ơi. Còn đây 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 đây, lấy này giọng lên đây. Dạ. 2, 3, rồi hết chưa? Chưa hết, vậy uống nước thì nó hết á. Sao, thấy hết chưa? Dạ hết rồi. Đó, vậy là hết đó. Dạ. Bà chủ biết không, tới đây bà cho con ăn vậy là ngon lắm rồi. Bà cứ yên tâm, con sẽ làm tốt công việc bà giao. Ừ, bà để ý bà biết. Nói chung là chịu khó siêng năng, vậy là giỏi lắm rồi. Dạ. À, nhưng mà bà thắc mắc cái chuyện này. Ừ, sao tự nhiên á, lúc mà lãnh tiền công rồi á, không giữ lại mình xài cái gì mình xài. Tự nhiên lãnh tiền công xong rồi gửi ngược lại bà hết trơn rồi, lấy tiền đâu con xài. Dạ, lấy tiền chi bà? Ở nhà bà con đâu có xài gì đâu. Con để dành tiền đó rồi, để chừng nào mà được nhiều á, con đem về con đưa cho cha mẹ con. Chứ con nói thật với bà, con đi lâu quá rồi, chắc là cha mẹ con ở nhà trông con dữ lắm. Tội nghiệp quá. Bà chủ, bà có sao không? Dạ. Con cứ làm tiếp đi. Dạ. Cha mẹ ơi. Hả? Cha mẹ. Có vậy kìa ông. Cháu ơi, con. Vậy mẹ. Con về đó hả? Thưa cha. Đấy, ngon ngon. Đây con. Cha, cha khỏe không cha? Mẹ khỏe không mẹ? Dạ thưa cha, con nghe lời cha, con đi kiếm việc làm, con làm công cho người ta đó cha. Dạ. Cha ơi, đây là tiền công của con, chính tay con làm ra đó cha. Thank you.
Cha ơi. Ô mẹ. Cha ơi, cha làm gì vậy cha? Cha. Ơ à, cha. Cha ơi, cha làm gì vậy cha? Cha ơi. Mẹ, mẹ cẩn thận. Khiêu khiêu con. Dạ. Con ơi, có chừng phòng của con. Dạ, có đây nè mẹ ơi. Đâu đâu đâu. Ông ơi, sao mà ông ác treo làm gì? Không tay con sao? Không tay con. Sao đâu mẹ? Không tay. Lửa. Cha. Thiệt tình á, mấy ông già này nè. Không tay con hết trơn rồi đây nè. Cha. Cha. Tại sao cha làm như vậy? Cha có biết đây là những đồng tiền con phải cực khổ lắm con mới làm ra nó không cha? Con phải đi làm công cho nhà người ta hơn 3 tháng trời. Con trẻ củi, con phơi lúa cho người ta, đổi lấy một ngày 2 chén gạo. Con dành dụm, con dành dụm được số tiền này đem về cho cha mẹ. Sao cha nỡ quăng nó vô bếp lò hả cha? Cha có biết đồng tiền bồ ôi công sức có làm ra quý lắm không cha? Trời, thời gian qua con rất hối hận vì có ham chơi. Con có giúp được gì cho cha mẹ? Cha tin con đã làm được cực khổ để kiếm ra những đồng tiền này. Vì có làm cực nhọc á, người ta mới biết quý những đồng tiền mình làm ra. Cha, cha nói đúng. Khi làm việc cực nhọc thì con mới hiểu được công lao của cha mẹ cực khổ nuôi con tới ngày hôm nay. Bà, đi lấy cho tôi. Nếu con làm biếng mà chỉ biết ham chơi thì dù cha có cho con 100 hũ bạc này cũng không đủ cho con. Cái hũ bạc mà tiêu không bao giờ hết á phải là chính là hai bàn tay con làm ra. Hũ bạc này là cả đời cha mẹ dành dụm cho con. Con nhận đi. Dạ. Cha tin con vậy cha? Cha tin con mà. Con cảm ơn cha mẹ. Quạt đi. Chiếu quạt đi bà con ơi. Có ai mua chiếu quạt không bà con ơi? Sáng giờ mình bán được cũng khá rồi. Mình ngồi đây nghỉ một chút rồi mình gánh ra chợ bán tiếp. Chiếu đi bà con ơi. Quạt đi bà con ơi. Có ai mua chiếu mua quạt không? Chiếu quạt đi bà con ơi. Anh gì ơi, có sao không vậy? Anh ơi. Gì vậy cha nội? Đau quá. Sao vậy? Anh có sao không vậy? Nó hay bị bất ngờ vậy á. Bị giật kinh phong hả? Ừ. Trời ơi, may quá tôi mà không mạnh tay á là ông tiêu đời rồi đó. Mà có hay bị vậy không vậy? Bị hoài à. Lâu lâu cái tự nhiên nó muốn trái gió trở trời, cái nó giật lấy giật à. Mà với lại cái bệnh tôi nó cũng kỳ lắm anh. Nhiều khi nói ra thì cũng buồn. Cứ mỗi lần mà tôi đói á anh, là cái nó lên cơn giống vậy à. Đói là bị hả?
hên quá, tôi có cái gói xôi. Thôi bây giờ ông bạn ăn tạm cho đỡ đói nha, để đừng có bị bệnh nữa nghe. Xôi xôi được, được, được xôi đâu, xôi đâu. Bệnh này nó lạ lắm, có đồ ăn là nó hết rồi. Ủa, gói xôi tôi đâu rồi? À đây 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 đây, chờ chờ tôi, chờ tôi. Đây. Nè, ông ăn nhiều hơn đi, cho tôi. Nè, muốn nữa không? Nè. Nếu mà thiếu á ăn thêm đi, ăn thêm đi. Thôi kỳ lắm. Không sao đâu, ăn đi. Ông bạn đang bị bệnh mà, ăn đi. Ừ, nè, cái này là này tự ý cho nha. Ăn đi, ăn đi. Tôi ăn nè. Mà nhà cửa anh ở đâu vậy? Tôi không có nhà. Rồi cha mẹ anh em gì còn không? Bà tôi mất sớm. Rồi mẹ tôi á thì cũng theo ông chồng mới. Rồi mỗi lần mà tôi về nhà ông cứ đánh tôi hoài à. Mà lớn rồi. Thôi cứ tôi đi. Thôi vậy thôi, đừng có buồn nữa. Vậy à, nếu mà ông bạn không có nhà cửa anh em gì á, cha mẹ không còn nữa, vậy thôi ông bạn theo tôi đi. Rồi đi theo tôi phụ tôi bán chiếu với bán quạt nè. Nhà tôi chỉ còn cha mẹ tôi thôi, nhưng mà già bệnh hết rồi, cho nên là thôi cứ về ở với gia đình tôi đi nghe. Ừ, thôi. Tôi không ăn nữa đâu. Tôi cảm ơn Vinh nha. Tôi sống một mình quen rồi. Tôi hiểu cái cảm giác giờ tôi không thích phải là gánh nặng của ai hết á. Không có đâu, đừng ông bạn đừng có tự ái vậy. Không sao đâu. Tôi cũng chỉ có một mình à, cũng không có anh em gì hết á. Hay là mình kết nghĩa làm anh em đi. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Kết nghĩa anh em hả? Thôi không được đâu. Tôi sợ tôi không có xứng với Huynh. Trời ơi, sao ông anh lại nói vậy? Tôi cũng nghèo khổ gần chết luôn, có gì đâu mà xứng với ông xứng. Chủ yếu là mình kết nghĩa anh em rồi cùng gồng gánh nhau trên cuộc đời này thôi. Kìa, cảm ơn anh. Kìa, cảm ơn anh. Anh làm gì vậy? Anh đừng làm vậy. Tôi Tứ. Còn anh là Tam. Tam hả? Vậy thì anh làm anh tôi ha. Cũng được. Cũng được. Cứ lại anh vậy thôi. Nhưng bây giờ anh em mình đi gánh, đi đi. Đi. Bây giờ mình gánh cái này ra chợ bán rồi còn về phụng dưỡng cha mẹ đúng nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Ha vậy ha. Nè, xôi nè, ăn tiếp đi. Tôi gánh giùm cho anh ha. Thôi được rồi, anh cứ cầm cái chiếu đi cho nó nhẹ. Cái nặng để tôi làm cho. Hay là để tôi gánh giùm cho anh. Được rồi, thôi, anh cứ làm việc nhẹ cho. Thôi, được rồi. Để tôi làm việc nặng cho. Ừ, anh làm nặng đi. Ừ. Mệt quá anh hai ơi. Em khát nước quá anh hai ơi. Em khát nước sao mà em nhảy dữ vậy? Em bị khùng mà. Anh hai, có cái giếng kìa. Ủa? Vậy bây giờ mình lấy nước đi anh hai. Ủa? Mà giếng sâu quá rồi sao mình lấy nước được? Phải chi có cái gào ha. Anh múc nước lên cho em uống. Không có gào nhưng mà anh có sợi dây. À, có sợi dây, đúng rồi. Ủa, mà chỉ có sợi dây không làm sao múc nước. Trời, anh ngu quá à. Có sợi dây dễ ẹt à. Sợi dây, cái anh lấy sợi dây này anh cột em. Cái anh thả xuống từ từ. Cái em uống nước, em uống chừng nào em đã rồi. Cái anh kéo em lên. Cái bắt đầu em đi, anh em mình đi lên trên núi. Rồi làm sao anh uống? Em lộn, có nghĩa anh kéo em lên xong em cột lại anh. Sao em chổng đầu anh xuống vậy? Anh xuống dưới anh uống nước xong em kéo đầu anh lên. Xong hai em mình đi. Trời ơi, em thông minh quá. Vừa tốt bụng mà còn thông minh nữa. Tất nhiên rồi, em của anh mà phải thông minh chứ làm sao. Lấy dây đi rồi, anh rồi. Đây, dạ, dây này anh hai ha. Rồi, vậy thì bây giờ anh hai xích trên này nha. Em sẽ, em cột bụng rồi, em đi xuống dưới trước. Anh hai tháo ra ha. Đây nè, đầu dây nè. Rồi, em xuống nha. Ừ. À, rồi, cẩn thận nha. Dạ. Chết rồi.
Rồi, từ từ nha anh hai nha. Rồi, từ từ anh hai. Rồi. Rồi, em xuống nha. Rồi. Nhớ giữ chắc em nha. Rồi, anh biết rồi. Rồi. Nước mắt của anh Tam ơi. Em uống chưa? Anh Tam ơi, anh Tam kéo tôi lên đi. Nước ở đây mát lắm, tôi uống đã rồi. Tới anh đi, kéo tôi lên. Từ từ nha anh hai nha. Rồi. Từ từ, từ từ. Từ từ. Cẩn thận. Dạ. Em phải đạp hai bên phải lên được. Rồi. Dạ. Đây, đưa tay lên. Hay vậy. Nước ở dưới mát quá. Rồi. Đã quá. Rồi. Anh hai. Trời lên, ngóc cái đầu lên. Không được. Tiền quan trọng lắm, nó mà rớt xuống dưới là mình tìm không được. Tiền nó quan trọng hơn tính mạng luôn đó anh hai. Thiệt. Tại tiền này mình lo được cho ba mẹ mà, đúng không anh hai? Cảm ơn anh hai để em giữ cho. Đợi em tí anh hai. Rồi, anh hai xuống đi nha. Được không anh hai? Nữa đi anh hai. Sâu xuống. Đã không anh hai? Rồi bây giờ anh hai dưới hưởng thụ nha. Em tặng anh hai lòng tốt của anh hai nè. Làm cái gì kỳ trái nổi dữ vậy, kỳ vậy? Gì đâu kỳ anh hai. Em bỏ nó rớt ra đó chứ đâu có tự nhiên nó đứt đâu anh hai. Mày khùng hả? Chết mày chưa? Cho mày chưa? Ngu ngốc đó con, sử dụng lòng tin ngu ngốc là như vậy đó. Nè. Kéo tôi lên đi thằng quỷ kia, không có giỡn chỗ này nha. Em đi nha anh hai nha. Ai mùa chiêu mùa quả không? Ai mùa chiêu mùa quả mua luôn lòng tốt bằng tiền không? Lên mày, trời tối vậy đó, đường xa nữa. Cứu tôi với, tôi dưới bệnh viện nè, cứu tôi đi. Ê, lại đây nè, mày có nghe gì không? Hình như là tao nghe có ai kêu cứu á. Là ai nghe mày? Mà giữa rừng vậy mà có ai kêu, hay là ma mày? Mô Phật. Con đâu có làm gì mà sai trái đâu. Mua cái gì mày để tao làm tao sợ mày. Cứu tôi, tôi dưới giếng nè. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Cứu tôi đi. Ở dưới giếng. Ủa, anh bị té đây là nào vậy? Ở dưới đó có vậy hả? Quăng lên đi, em kéo anh lên. Thank you.
cái phụ đó. Nè mày dưới mày từ 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 mà. Gần lên rồi. Mày đáng đi. Lên lên. Trời ơi. Cảm ơn hai anh nhiều nha. Không có gì đâu. Bây giờ trời cũng khuya rồi, anh coi về nhà đi, hai bác chờ anh nhà đó. Tôi biết là ba mẹ tôi chờ tôi ở nhà, nhưng mà bây giờ tôi đói mà lạnh nữa, với lại đường khuya quá, tối quá, tôi không biết đường nào mà về hết á. Hai anh ơi, hay là ở đây có chỗ nào có thể ngủ tạm được không vậy? Hai anh chỉ giùm với. Nhà tôi thì chật quá à, không được. Mày... Thôi giờ nè, gần đây á có cái miếu dưới chân núi á, anh đi chút xíu à là tới à. Ở dưới đó có cái ông Từ á, ông tốt bụng lắm, mà cái hoàn cảnh của anh vậy á, chắc ông thương tình ông cho anh chú lại á. Nhưng mà sao vậy anh? Thôi nhưng mà anh đừng có hỏi nữa, em nói anh nghe thế nào á anh lại đó. Ông Từ cũng dặn anh kỹ lưỡng ha, rồi tùy anh ở ha đi, đó là anh quyết định. Còn tụi tôi á khuya rồi ha, xin phép về trước. Nói tới đây á là nổi da gà lạnh xương sống à. Thôi anh ở đây nha, về mày. Tối rồi. Tối rồi. Về chỉ đường rồi anh ơi, chỉ đường rồi. Em về trước nha. Về trước nha anh. Em về trước. Dạ rồi. Hai anh ơi, có ai không cho hỏi thăm, có ai không? Dạ thưa chú ơi, chú có thể cho con ngủ nhờ một đêm được không chú? Chú đi đâu mà lạc vào đây vậy? Dạ, con đi bán hàng, con bán chiếu với lại quạt, nhưng mà giữa đường gặp một tên xấu, cho nên là nó lường gạt, rồi lấy hết tiền bạc, lấy hết giống gánh của con luôn rồi. Bây giờ con đói, con lạnh lắm, con không biết đường nào mà về nhà hết, chú cho con ngủ nhờ một đêm đi chú. Chà, khó cho tôi quá. Dạ chú ơi, con chỉ xin ngủ nhờ một đêm thôi, sáng mai con đi sớm liền. Con hứa với chú là con sẽ không bao giờ đụng đồ đạc gì ở dưới trong miếu hết á. Không phải là như vậy. Chà, tôi nói thiệt, tôi không có hẹp hòi gì để mà cho cậu ở lại đây đâu. Nhưng mà ngặt cái á, là gần đây có một cái lũ quỷ, nó thường xuyên nó xuất hiện ở đây để nó quậy phá mọi người. Tụi nó tụ tập ở dưới cái chân núi á, rồi chạng vạng tối á, nó lên đây để hù dọa người ta. Nè, cậu có dám ở lại đây không? Dạ thưa chú, con bây giờ mất hết tất cả rồi, còn có gì đâu để mất nữa mà sợ. Với lại theo con nghĩ, quỷ hay là người cũng vậy thôi, nếu như mình không chọc phá họ thì họ chắc cũng không nỡ nào mà chọc phá mình, đúng không chú? Chú cho con ngủ nhờ nghe chú. Con ngủ tạm ở ngoài hiên thì cũng được. Như cậu ngủ tạm ở ngoài hiên thôi phải không? Dạ. Được. Dạ, con cảm ơn chú. Nè, cậu gì ơi? Dạ. Có khát không? Uống miếng nước đi. Cảm ơn chú. Nếu như có đói bụng á thì ăn miếng cơm chay,
chằn bụng đi rồi nghỉ ngơi cho nó khỏe, nó tỉnh, nghe không? Dạ nè. Con dạ con cảm ơn chú, con cảm ơn chú. Ăn đi rồi nghỉ ngơi. Dạ nghe. Dạ cảm ơn chú, cảm ơn chú. Thương cái đầu quá. Cái am này cũng bự quá bay. Được á. Có ai ở trong nhà không? Có ai trong nhà không? Nghe không vậy trời? Ơ ông già, tôi nói ông nghe nè. Bây giờ á là cái tình hình tôi đã lỡ đường rồi nè, trời tối nữa. Bây giờ ông chịu khó vô mở cửa đi, cho tôi ngủ đỡ dài hơi một đêm thôi cũng được ha. Cậu em nè, am từ không có chứa người lạ, cho nên cậu thông cảm cho đi. Nếu như cậu có cần một cái chỗ ngủ qua đêm hôm nay á, thì cậu cứ việc nằm ở ngoài hành lang này nè mà ngủ, nghe không? Ừ. Ông khùng hả? Ông nghĩ là vậy là sao? Ông không phải là tiền bạc tư trang của tôi giàu có mà. Tôi mà ngủ ở ngoài đây nè, rồi cướp nó cắt cổ tôi làm sao? Mà bởi vậy người ta cũng nói đúng, cái áo đâu có làm nên thầy tu đâu. Coi kìa, đó, bận áo kìa. Nhìn như vậy đó làm sao tôi đoán được lòng ông. Ông bận đồ vậy á, tôi tưởng ông là phải từ bi hỷ xả. Ông phải giúp đỡ những người gì xa cơ lỡ giận, ông phải mở cửa cho người ta vào, còn đằng này. Cậu nói hết chưa vậy? Ừ thì... Tôi nói lại một lần cho cậu biết nha. Không ai có quyền bước vô trong cái am này ngoại trừ tôi. Tôi là người giữ ở đây. Cậu là khách phương xa, nếu như muốn ngủ lại á thì chỉ ngủ ngoài hiên này thôi, chứ không có cái chuyện mà lén phén mà tự ý đi vào trong cái am này, không có được đâu. Thôi thôi, làm gì đâu, mệt, không cần. Xin ngủ tá túc qua đường cũng được thôi. Ông già, ông già, ông già, ông già, ông không có bị điếc đúng không? Đúng, tôi không có điếc. Ông có nghe cái tiếng gì không? Tiếng đó là tiếng của cái lũ quỷ ở dưới chân núi, nó vọng lên đó. Ông quỷ ma gì, ông cứ giỡn hoài. Ông chọc ghẹ tôi nổi da gà da vịt hết trơn rồi nè. Tôi từng tuổi đầu vậy đi giỡn với cậu hả? Đó là lời tôi nói thật đó chứ không có giỡn đâu. Chạng vạng tối như vậy nè, nó hay lén phén bén mảng lên đây để hù dọa người khác lắm đó. Tôi nhắc nhở một điều nè. Dạ. Nửa đêm hôm á, mà nếu như cứ nghe cái tiếng vọng gì đó, cố gắng nhắm mắt mà ngủ, đừng có thức dậy. Chứ thức dậy mà tò mò tọc mạch mà họ coi chừng nó mang họa vô thân nghe chưa. Mang họa gì ông ơi? Quỷ ma mà sợ gì quan trọng, sợ là sợ quỷ người kìa. Đồ như vậy nè, quá trời luôn, tôi vào mà rồi còn bận cái áo kìa. Ai biết được, sợ quỷ sống lắm. Trời ơi, nghe động tĩnh phải dậy chứ, phải bảo vệ đồ của mình chứ. Trời ơi, còn giờ không cho thôi thì đi vô đứng nói hoài. Trời ơi. Ông già, ông già. Ông già ơi. Ông già. Ông già, ông già cho tôi vô trọng tôi ngủ với ông già đi ông già. Ông già tôi vô trọng đi ông già. Kệ nó. Ngủ ngủ chứ sao đâu. Thôi không ngủ đây đâu. Đây ghê quá, qua đây đi. Lấy cái này là tửng qua. Đó. Đó. Ê đây nè. Đó, nó vô cái mình quýnh nó. Đúng không? Nó mà đi tới thì nó sẽ đụng cái cây này trước. Lúc đó mình thủ sẵn cái này, mình sẽ đập đầu nó. Wow, mình thông minh quá. Ngủ đi, không có gì hết.
hình như là có người. Mùi thịt tươi đây. Đói bụng quá. Chắc con mùi này mập lắm đây. Mùi đâu? Đâu? Nghĩ sao mà nói đây có người? Có cái giông ganh tự nhiên nhúc nhích hoài à. Ờ hen. Ai mà dám tới đây đâu? Mỏi giò quá. Ngồi xuống chút đi. Nghỉ chân đi. Mệt quá. Nãy giờ hú khái khô cả cổ rồi. Khát luôn. Có ai đây không? Khát nước quá. Ui. Không có mùi thức ăn. Mà ngửi làm như nó có mùi vàng và mùi bạc. Vàng ở đâu? Vàng ở đâu? Ở đâu đâu? Ở đâu? Cách đây 10 mét về phía tây có một hũ vàng. Dạ. Có chôn dưới đất á. Cách 10 mét về phía đông á có một chỉnh bạc. 10 mét hướng tây. Chung vàng. 10 mét hướng đông. Chung bạc. Giàu to rồi. Trời, ăn có được gì đâu. Không có gì hay ho hết á. Ôi trời ơi, vàng bạc là thứ gì đâu có sánh bằng cái viên ngọc âm dương của ta đây. Ủa, hai chỗ nào? Hai chỗ nào? Nè, xem cái viên ngọc xịn nè. Nó làm cho người chết là sống vậy. Thấy không? Còn làm cho người sống là chết trong nháy mắt. À. Nhưng mà cái này xài như thế nào? Làm cách nào hả? Cái thắc mắc này không có trong kịch bản đâu nghe mấy con quỷ kia. Ta có xài hồi nào đó không biết. Lấy cái viên ngọc này ném vào mặt người nào đó thì người đó sẽ chết. Hey, ném vô người ta không chết. Còn bị u đầu nữa. Mà nếu muốn sống lại thì sao? Dễ ạ. Chỉ cần liên cái viên ngọc này vô cái mặt người chết á, là người chết sẽ sống lại cho mà coi. Ồ, hay quá. Ngọc âm dương. Có ngọc âm dương là tao có tất cả. Tao sẽ tiêu diệt tụi bay trước, rồi mọi thứ sẽ là của tao. Ê, đồ ăn kìa. Đâu. Ta đã có trong tay viên ngọc âm dương. Viên ngọc âm dương đã nằm trong tay của ta. Rồi đây chung vàng chung bạc sẽ thuộc về ta. Còn tụi bay sẽ chết dưới tay ta. Cái gì? Mày hãy dừng tay lại đi. Hãy dừng cái trò độc ác của mình lại đi. Tao có làm gì đâu, tao làm gì độc ác đâu. Còn mày kìa, tao cứ tưởng là mày đã chết rồi chứ. Hay là mày thành quỷ? À, mày là quỷ và tụi này là đám lâu la của mày đúng không? Đúng không? Mày hãy im miệng đi. Mặc dù họ là quỷ nhưng họ không có hại người. Chẳng bằng ngươi là một con người nhưng mà ngươi còn thua là quỷ nữa. Chưa bao giờ loại người thua là quỷ. Chỉ có là quỷ chúng bay. Đã là quỷ thì không có tốt lành gì, sẽ không bao giờ tồn tại ở đây được cả. Thế giới này thế giới của tụi tao. Còn bây giờ thì tao chỉ cần ném vào trong mặt tụi nó là tụi nó sẽ không tồn tại trên đây nữa. Mày không được làm như vậy, không. Nhưng được mà tao không làm như vậy. Ôi những con quỷ dễ thương, những con quỷ đáng yêu. Đi đâu đó lại chơi với ta nè. Đây nè. Đúng rồi. Tụi bay á phải gom lại một đám như vậy nè. Để khi tao ném viên ngọc thì tụi bay chích chùm nó mới vui. Tôi nào có làm gì đâu. Trước khi làm mình phải đếm cho nó vui nha. Không có ném đâu, tôi đâu có ném đâu. Còn bây giờ là đếm đi. Đếm 1, 2, 3 cho ta. Đếm 1. Đừng các người cứng đầu không đếm à.
Đi đi. Một, hai, bạn sẽ là của ta, bạn sẽ là của ta, mọi thứ là của ta. Tư ơi, em đâu rồi? Tư ơi, anh đã nói với em hãy dừng tay lại đi mà, đừng có làm mấy trò độc ác đó rồi sẽ lanh hậu quả thôi. Tư ơi, Tư. Chú em à, cái người bạn xấu vậy mà tiếc làm cái gì? Thấy không? Ta thấy chú em là người nhân hậu, người tốt bụng, vậy là những cái phần thưởng đó nó thuộc về chú. Cách đây 10 mét ở phía tây là có một chùm vàng, còn cách đây 10 mét ở phía đông là có một chùm bạc. Những cái quý giá là của chú, thấy không? Chú phải lấy cái đó, chú hưởng cái đời sống giàu sang sung sướng. Rồi nhớ nè, phụng dưỡng cha mẹ cho nó cái hiếu thảo. Mấy cháu đồng ý không? Dạ thưa ông, phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của con, nhưng tiền vàng này không phải của con không dám nhận đâu. Nhận đi, chú nhận là tôi mới thăng được. Ông nói vậy là sao? Chú nhận cái phần thưởng này là ta mới thăng được, thấy chưa? Nhận giùm nha. 1, 2, 3. Vợ ơi, anh đi làm về rồi nè. Dạ, chờ em một chút. Ra đây, anh có chuyện này hay lắm muốn nói cho em biết nè. Quá, điệu này hay lắm. Điệu mới hả anh? Em ngồi xuống đây. Cái điệu này á là anh mới tập để sắp tới đi thi trong hội làng mình đó. Em nghe thấy hay không? Dạ hay. Nhưng mà anh đi thi hội gì? Là hội trong làng mình tổ chức đó. Nghe nói á lần này tổ chức lớn lắm. Anh còn nghe thêm á là nghe đâu có mấy tay sáo làng bên cũng về dự nữa. Cho nên anh phải tập thật là nhiều để cho nó nhuần nhuyễn. Tập gì á thì tập, nhưng mà anh mới vừa đi làm về, anh phải nghỉ ngơi, phải ăn uống cái đã chứ. Anh đó cứ rảnh tay là tập thổi sáo, riết rồi anh quên vợ của anh luôn. Nè, vợ anh á vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như vậy, làm sao mà anh quên được chứ? Thiệt không? Thiệt. À, vậy thì đưa cái sáo này cho em vào trong, em sẽ dọn cơm ra cho anh.
ăn ngay không thôi nó nguội hết, ăn xong rồi mới được thổi sáo biết chưa. Biết rồi. Đây cơm tới đây nè. Bữa nay á lại có canh vị gừng nữa ha. Chứ sao, em biết á là anh thích ăn canh có vị gừng, cho nên lúc nào mà nấu canh á em cũng cố tình bỏ vô vài lát gừng trong đó. Vợ anh thiệt là giỏi, đúng là biết cách chiều chồng nha. Nhưng mà anh cũng khác người thiệt đó. Anh biết sao không, canh gì á anh cũng thích bỏ gừng vô đó. Biết rồi á, em cũng thích ăn canh có vị gừng giống anh luôn. Thì vậy vợ chồng mình mới tâm đầu ý hợp chứ, phải không nè? Phải. Thôi ăn cơm đi ông tướng. Ông tướng biết rồi. Ông tướng ăn cơm xong ông tướng sẽ thổi sáo cho vợ nghe nữa, chịu không? Dạ chịu. Ta phải dành cho được chàng để lấy chàng làm chồng ta. Chàng sẽ thổi sáo cho ta nghe mỗi ngày, chứ không phải là người đàn bà kia. Ta không thể sống thiếu chàng thêm một ngày nào nữa. Tiếng vợ mình vậy ta? Vợ? Sao vợ lại ở đây vậy? Thì em đợi anh về. Em nay kỳ nha. Sao không ở nhà đợi anh mà lại ra đây đợi anh vậy? Thì em đợi coi anh đi thi thổi sáo có đoạt giải không. Chồng của em mà đi thi á thì tất nhiên là phải lấy giải rồi. Em đoán coi anh lấy giải gì. Em mà đoán đúng anh sẽ thưởng cho em. Để coi. Cây sáo mà được cột nơ đẹp như vậy á thì chắc chắn là anh đoạt giải nhất đúng không? Nè. Vợ của anh là đúng là thông minh, em đúng rồi đó. Vậy thì thưởng đi. Thưởng cho em hả? Đây á là toàn bộ tiền thưởng mà anh đoạt giải có được đó, anh thưởng cho em. Không. Em muốn anh thưởng cái khác kìa. Thưởng cái gì? Nè, em bữa nay sao lạ lắm nha. Tự nhiên vậy là sao? Không hiểu hả? Vậy mà không hiểu hả? Là hung đó hả? Trời đất ơi, em bữa nay kỳ lắm nha. Đây là giữa đường giữa xá, tự nhiên cái đòi hung là sao? Làm gì mà chồng ngại, ai có cười thì mặc người ta. Em là vợ của anh, em có quyền chứ bộ. Nhưng mà đây là giữa đường không có được đâu, người ta thấy người ta dị nghị kỳ lắm thôi. Có gì đâu mà sợ. Có gì đâu mà chồng sợ. Thôi thôi, đứng đây nói chuyện á người ta thấy mệt lắm, đi về nhà đi rồi nói chuyện sau nghe không. Mẹ. Đi đi thôi. Rồi, em tới liền. Đi nhanh đi em. Từ từ, làm cái gì mà gấp dữ vậy? Em có biết không, lúc anh lên trên đó thi á cũng có rất là nhiều người thổi sáo hay giống như anh vậy đó. Nhưng mà chồng em là giỏi nhất đúng không? Ủa? Cô lại, tại sao lại trong nhà của tôi? Mà tại sao cô lại giống vợ tôi đến như vậy? Em là Lý, em là vợ của anh mà. Còn cô,
cô là ai? Tại sao cô giống tôi như hệt vậy? Tại sao? Tại sao lại có hai người giống nhau y chang như vậy? Sao tôi không hiểu chuyện gì hết vậy? Có gì đâu mà anh không hiểu. Cô ta là giả đó. Giả là sao? Làm sao mà giả được? Sao lại không được? Chắc cô ta là yêu tinh biến hình. Anh đuổi cô ta đi đi. Cô nói ai là yêu tinh? Cô mới chính là yêu tinh trá hình đó. Anh ơi, em mới là Lý, là vợ của anh. Anh bị cô ta lừa rồi. Anh đuổi cổ đi đi. Cô mới là người phải đi thì có. Đây là chồng của tôi. Cô là cái thứ gì biến hình ra? Tại sao cô vào đây gạt chồng tôi chứ? Thôi, đủ rồi. Tự nhiên xuất hiện hai người y hệt nhau, làm sao tôi biết ai là vợ của tôi? Chuyện này muốn rõ trắng đen chứ gì. Tôi sẽ báo quan. Em mới là vợ của anh nhìn cho kỹ đi. Cô cướp chồng tôi thì có. Cô cướp chồng tôi. Ta đã lấy lời khai đầy đủ ở các bên và thu thập một số tình tiết. Nhưng vụ án này rất là kỳ lạ, ta chưa từng gặp bao giờ. Nhưng không sao, ta sẽ có cách tìm ra chân tướng của nó. Các người hãy xem ta xử án. Đến. Dạ. Bịt bắt hai người này lại. Dạ bẩm quan lớn, tại sao lại bịt mắt họ lại à? Ngươi cứ yên tâm, đây là cách xử án của ta. Bịt cho kín vào, đừng để cho họ nhìn thấy. Còn ngươi, dạ, cởi áo ra. Những người đàn ông ở đây, ai có thể cho ta mượn áo được không? Hai, chỉ cần hai người thôi đi. Hai anh kia cho mượn áo đi. Được. Cởi ra đi. Cởi ra luôn. Trong ba cái áo này sẽ có mùi của người chồng. Ta sẽ đưa cho hai người gửi. Nếu các ngươi phát hiện ra cái áo nào có mùi của chồng mình thì gật đầu, còn nếu không phải thì lắc đầu. Tuyệt đối không được nói gì hết, rõ chưa? Lính, im lặng. Như vậy là hai người đã nhận ra mùi của chồng mình. Nhưng rất tiếc, ở đây có sự trùng hợp là hai người cùng nhận ra cùng một chiếc áo. Vì vậy ta chưa thể xác định được ai giả ai thật. Cho nên ta sẽ có cách khác. Đến. Ở đây có ba bát canh, mỗi bát có mùi vị khác nhau. Bây giờ ta đưa cho hai người nếm thử. Nếu bát nào có vị mà chồng các ngươi thích thì hãy gật đầu, còn không thích thì lắc đầu. Tuyệt đối không được nói gì hết, rõ chưa?
cho nếm thử. Lại có sự trùng hợp nữa rồi. Ngươi đếm thử và cho ta biết đây có phải là gì mà ngươi thích không? Dạ bẩm quan, đúng là đây là vị canh mà vợ con nấu cho con ăn mỗi ngày và con rất thích ạ. Trong này có vị gì? Dạ vị gừng. Đúng là phải gì cơ. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Tất cả im lặng. Hôm nay vụ xét xử đến đây là tạm dừng. Ngày mai mời mọi người ra đầu làng để xem ta xử tiếp. Các ngươi nghe đây, ta sẽ phất cờ này. Đằng xa kia sẽ có một người đàn ông đi ra. Nếu ai nhận lên chồng mình thì hãy gọi lại. Ta sẽ phất ba lần, sẽ có ba người đàn ông xuất hiện. Tất cả chú ý đây. Người đầu tiên bắt đầu. Đứng đó, nhìn cho kỹ đi. Sao? Có phải chồng ngươi không? Còn ngươi? Vậy thì ta sẽ cho người thứ hai. Vô. Người thứ hai bắt đầu. Đứng đó. Sao? Còn ngươi? Đâu phải đâu, đâu phải chồng đâu. Được. Đó đâu phải. Vậy thì ta sẽ gọi người thứ ba. Nhìn cho kỹ nha. Lão quan huyện này thiệt là phiền phức. Tổng cộng có ba người, hai người đã đi ra không phải là chàng, thì người cuối cùng đi ra đích thị phải là chàng rồi. Như vậy mà lão muốn bài trọt cho được. Phen này lão thua ta chắc rồi. Chàng đi ra là ta sẽ gọi ngay. Chàng chắc chắn sẽ thuộc về ta. À, chồng ơi chồng, chồng tôi đó, chồng tôi đó. Còn ngươi, có phải chồng ngươi không? Bẩm quan, đó không phải là chồng tôi. Sao ngươi biết? Bẩm quan, vì nếu là chồng tôi thì dù cách xa mấy trăm dặm, nghìn dặm, tôi vẫn nhận ra. Được rồi, lại đây. Sao? Đây có phải là chồng ngươi không? Vậy còn ngươi, đây có phải là chồng ngươi không? Dạ không. Vậy sao lúc nãy á, ngươi dám nhận là chồng của ngươi? Dạ bẩm quan, tại lúc nãy ở xa quá cho nên con nhìn nhầm. Như vậy là giả tạo.
người đã gian dối, dám nhận chồng người khác là chồng của mình. Tội của người phải bị trừng phạt. Bẩm quan. Lính đâu? Bắt cả được quy xuống, đánh trả 50 heo cho ta. Đừng khoan, dạ khoan. Dạ mong quan đèn trời soi xét. Như con đã nói, lúc nãy ở xa quá cho nên con mới nhìn nhầm, chứ con không dám qua mặt quan đâu. Thôi được, ta sẽ cho cư thử một lần nữa gần hơn. Còn nhà ngươi, đứng im, khi nào ta hỏi mới được nói. Mọi người ra. Hai người hãy nhìn kỹ trong đám đông kia, ai là chồng của ngươi, mặc áo màu gì, nói cho ta biết. Vậy còn ngươi, trong đám đông kia, ai là chồng của ngươi, mặc áo màu gì? Dạ bẩm quan, chồng của con mặc áo màu xanh không thể sai được. Dù xa trăm dặm nghìn dặm, con vẫn có thể nhìn ra. Vậy thì đã rõ, ai thật, ai giả, mọi người đều biết. Lính đâu? Lôi khỏi ở đây, đánh giả 100 heo cho ta. Dạ bẩm quan, xin quan tha tội, xin quan tha tội. Chẳng qua là con quá say mê tiếng sáo của chàng, cho nên con mới dám cả gan giả dạng làm vợ của chàng để mong được ở bên chàng. Mong quan tha tội, con không dám làm vậy nữa đâu. Thì ra là vậy. Nhưng ngươi là ai, từ đâu đến, làm sao có thể giả dạng giống vợ người khác như vậy? Dạ bẩm quan lớn, con vốn là một con rắn tu luyện hơn 500 năm nên có thể biến hóa thành bất cứ ai. Ngay cả quan quyện con cũng có thể biến thành. Từ lúc con đến sống trong nhà của chàng, hằng ngày được nghe chàng thổi sáo, con đem lòng ngưỡng mộ và yêu chàng. Vì vậy tôi mới giả dạng làm vợ của chàng để được sống bên chàng. Trời ơi, vậy là một con rắn độc nè, nó mới có tài biến hóa như vậy đó. Thôi được rồi, bây giờ ta hỏi, ngươi phải trả lời thành thật. Hôm qua khi ta xử ở đình, ngươi làm cách nào mà qua mặt được ta, nói cho ta biết. Thưa quan lớn, bởi vì mắt của tôi có thể nhìn xuyên thấu qua vải, dù bịt mắt bao nhiêu lớp tôi cũng có thể nhìn thấy được. Và hôm qua tôi đã nhìn thấy và nhìn theo vợ của chàng làm thế nào thì tôi làm thế đó. Tôi đã khai thiệt hết rồi, xin quan lớn tha tội. Tôi thề tôi không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Thôi được, kể ra ngươi cũng là kẻ đáng thương, nhưng luật là luật, phải phạt, không thể bỏ qua được. Lẽ ra tội của ngươi phải chịu 100 heo, nhưng xét thấy tình và lý, ta giảm nhẹ còn 50 heo. Nhưng nhớ, sau khi ta trừng phạt xong phải tu tỉnh, không được đi hại người khác nữa, rõ chưa? Lính, đánh 50 heo cho ta. Ôi, tiếng thằng rắn là kìa, nó bỏ kìa. Cẩn thận vậy. Mình đã tạ quan lớn đi em. Dạ thưa quan lớn, xin đa tạ quan lớn. Nhờ có quan lớn ra tay mà vợ chồng con mới được xung hợp. Ơn nghĩa này con không biết đến bao giờ mới đền đáp được. Được không?
Hai người đứng lên đi. Không cần phải đáp ơn nghĩa gì hết. Hai người cứ về nhà đi. Bởi vì ta cũng là người trong làng này. Ta chỉ mong sao từ đây trở về sau, trong làng này có lễ hội gì, chỉ cần người tới thổi sáo cho dân làng nghe, vậy là đã trả lễ cho ta rồi. Đứng lên đi, đứng lên. Dạ, đa tạ quan lớn. Em nè, quan huyện đúng là một người tốt bụng, lại tài giỏi nữa. Nếu mà không nhờ quan huyện ra tay thì khó lòng nào vợ chồng mình lại sống hạnh phúc bên nhau, có phải không em? Dạ phải. Nếu mà không nhờ quan huyện ra tay xử án giùm chúng ta thì bây giờ chắc là vợ chồng mình khó lòng mà sống yên ổn với nhau. Vợ nè, vợ chồng mình đang nói chuyện vui mà sao em lại buồn vậy? Anh à, mặc dù là quan huyện đã đuổi được cô gái đó đi rồi, nhưng mà chắc gì cô ta không quay lại phá rối chúng ta. Em thấy lo lắm. Em ơi, anh đã có cách rồi. Cách gì vậy? Anh nói em nghe đi. Sở dĩ xảy ra chuyện vừa rồi là do cô gái rắn đó mê tiếng sáo của anh. Như vậy chỉ cần anh không cần thổi sáo nữa thì cổ sẽ không theo phá mình nữa đâu. Anh đã quyết định rồi. Như vậy á, anh sẽ hủy cây sáo này đi. Đừng mà anh. Không được. Anh rất mê thổi sáo, nó như là một báu vật của anh vậy. Em nỡ lòng nào để cho anh hủy nó chứ? Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Anh nghe lời em, cây sáo này nhất định anh phải giữ lại nó, để anh còn thổi sáo cho em và bà con lối xóm mình cùng nghe nữa chứ. Chắc là do em cả nghĩ quá thôi, chứ cô gái rắn đó sẽ không quay lại nữa đâu. Hả? Thôi, trời cũng sắp tối rồi, mình vô nghỉ đi anh. Ta không lấy được chàng làm chồng thì ta cũng quyết không để chàng thuộc về người khác. Được rồi, hận này ta quyết phải trả. Chàng hãy chờ xem. Chồng chưa về nữa cả. Về đây. Ta vẫn ở đây thì làm sao mà về được? Ngươi muốn gì? Ta muốn gì thì ngươi cũng biết rồi mà, đâu cần phải hỏi.
ta không có được chàng làm chồng thì các người cũng không được sống yên ổn đâu. Nhưng tại sao, tại sao ngươi lại không giữ lời? Ngươi hứa không bao giờ trở về đây nữa để không làm hại mọi người. Tại sao ngươi nuốt lời chứ? Ừ, ta hứa đó, rồi ta nuốt lời đó. Ngươi làm gì được ta? Bây giờ ngươi muốn gì nữa chứ? Ta muốn gì á thì ngươi cũng biết rồi mà. Ta muốn ngươi phải đi khỏi nơi đây để ta được sống với chàng. Không, ta thà chết chứ nhất quyết ta không rời xa chàng đâu. Vậy được, ta đã chừa cho ngươi một con đường sống, mà ngươi thì tự tìm tới cái chết. Ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Về rồi nè. Vợ ơi, em bị sao vậy? Vợ ơi, tỉnh lại đi vợ. Em bị sao vậy nè? Ba bà con ơi, cứu vợ tôi với. Em ơi, gì vậy? Ủa vụ gì vậy? Chuyện gì vậy? Ủa vợ sao vậy? Chuyện gì kìa? Không biết. Vô ít thôi. Vợ cậu đã tắt thở rồi. À, cái gì? Nhìn sắc mặt của cổ là tao đoán cổ bị trúng độc của con rắn độc rồi đó. Cái gì? Chúng độc con rắn hả? Giờ ơi, giờ tỉnh lại đi giờ ơi, giờ đừng bỏ em. Đây là chuyện thiệt chứ không ai đâu. Mọi người, đi tìm đó. Đập chết nó đi. Đi. Ơi. Đúng rồi đó, đi. Đi tìm con rắn hả? Lẹ lên, lẹ lên. Đừng có bỏ anh mà giờ ơi. Giờ tỉnh lại đi giờ. Giờ ơi. Lúc vợ còn sống, vợ nói là vợ rất là thích nghe tiếng sáo của chồng. Hôm nay chồng sẽ thổi sáo cho vợ nghe nữa nha. Chuyện gì vậy hả? Quan thử cái vụ gì nè, hay lắm. Theo quan coi, theo quan coi. Thử cái vụ gì vậy bác? Có quan còn tới nữa kìa, lại đây, lại đây, lại đây. Dạ, bẩm quan. Dạ, không biết. Bà con ơi, bà con ơi. Quan tới nhà con có chuyện gì không ạ? Cũng không có gì, ta tới để thăm anh thôi. Dạ, dạ con mời quan ngồi. Nhà con ẩm thấp, quan đừng chê. Anh đừng có khách sáo, cứ để ta đứng ngoài này được rồi. Đây có phải là cái cây lạ mọc nơi mà vợ anh chết không? Dạ bẩm quan lớn, đúng là như vậy. Vợ của con sau khi bị con rắn tinh hại chết thì ngay chỗ vợ con ngã xuống, hôm sau lại bỗng mọc lên một loại cây lạ. Đặc điểm là cây này lớn rất nhanh. Chính vì vậy con đã làm một cái giàn để dây leo. Vì thương nhớ vợ con nên mỗi ngày con đều ra đây tưới cây và chăm bón rất kỹ. Qua chuyện của vợ chồng anh, ta rất là ái nái. Ta tiếc là ta không đủ tài sức
để bắt con yêu tinh cái đền tội. Dạ bẩm quan lớn, xin quan lớn đừng nhọc lòng. Ồ, cái cây này hoa rất đẹp, mùi thơm rất là dịu ngọt. Nè, anh có đặt tên nó là gì chưa? Dạ bẩm quan lớn, vì hằng ngày thương nhớ vợ con, cho nên con đã lấy tên vợ của con đặt cho loài cây này. Ta nhớ mãi cái câu của vợ anh: dù có phải đứng cách xa chồng hàng trăm hàng ngàn dặm, vẫn có thể nhận ra được là chồng mình. Vợ của anh tên là Lý. Ta có thể đặt thêm chữ Thiên để tưởng nhớ đến lòng chung thủy của vợ anh. Người có thể đứng từ xa mà nhận ra chồng mình, anh thấy có được không? Dạ, con xin nghe lời quan dạy. Vậy từ nay ta đặt cây này tên là Thiên Lý. Đẹp quá, tên Thiên Lý đẹp quá ha, tên hay quá trời luôn. Có cái bánh là tứ thúc ăn đi. À, chưa có đói, chưa có ăn đi. Ủa nhưng mà tứ thúc, sao mình không ở trên kinh thành đi, về đây làm gì? Vừa nghèo vừa vắng vẻ nữa, sáng giờ con xin không có ai cho tiền hết á, cho bánh không à. Ta về đây là có chuyện cần phải giải quyết. Khi nào xong chuyện chúng ta sẽ về kinh thành. Ủa mà chuyện gì vậy tứ thúc? Nhiều chuyện. Ngươi là con nít, không nên hỏi nhiều. Tứ thúc, con ra chơi với tụi nó nha. Dạ. Khoan đã. Dạ. Người uống thuốc chưa? Dạ bây giờ con uống. Ngươi còn nhớ là nếu ngươi quên uống thuốc thì tác hại sẽ như thế nào chứ? Dạ con nhớ rồi, con sẽ bị đau đớn mà chết. Cái người biết quý mạng sống của mình thì phải thường xuyên uống thuốc đều đặn. Lúc đó người sẽ khỏe mạnh như người bình thường. Dạ. Không có gì phải lo. Dạ con biết rồi. Dạ tôi hút con đi chơi. Ừ. Tụi bay đi ra. Tao có trò này chơi vui hơn nè. Chơi không? Lượm gạch phủ tao. Đã 5 năm rồi chúng ta mới trở lại nơi đây. Lòng ta thấy bồi hồi. Cảnh vẫn như xưa mà không biết người xưa thì ra sao. Còn con á, con thì không muốn đi ngang qua đây chút nào. Hồi đó người ta đuổi hai thầy trò mình ra khỏi làng mà không cần biết mình đúng hay sai. Thôi con đừng bận tâm nữa. Không phải lúc nãy con nghe chủ quán nói là con của Kim Hoa đã mất tích từ nhỏ đến giờ chưa có tin tức hay sao? Sao con không bận tâm được khi mọi người nói con là tiếp tay cho kẻ bắt cóc vỏ hô được? Biết là quan uổng rồi, nhưng mà con phải thông cảm cho nỗi đau người mất mẹ. Có nỗi đau nào mà người ta còn lý trí đâu con. Chính vì vậy ta mới chấp nhận rời khỏi làng để tránh nhìn thấy cảnh phương muộn đó. Yeah!
chàng gạch trong chỗ khô vậy ta? Nhưng mặt mày lại không phải. Con nhìn gì dữ vậy Tiểu Phúc? Dạ không, dạ con nhìn tụi nhỏ chơi trò chơi, nhớ lại hồi nhỏ con cũng hay chơi mấy trò đó. À, người nói là người đi thăm trưởng làng, vậy ông ta có đón tiếp chúng ta không? Trưởng làng là người rất tốt. Với lại ta ghé đó để tặng cho ông ta ít thuốc trị đau nhất mà ta bào chế. Chắc chắn là ông ta sẽ vui nhận. À, vậy thôi sư nương vô trước đi, con ở ngoài đây cho tiện. Cũng được. Dạ. Mặt mày không giống như vợ Khôi, nhưng tài chặt gạch không phải đứa trẻ nào cũng làm được. Đứa bé này nhanh nhẹn mà tuổi cũng chạc vợ Khôi nữa. Ủa, mình chuẩn bị đi hả Tứ Thúc? Không, ta sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng. Ngươi ở đây coi đồ, ta ra ngoài có chút việc, nhớ không có được đi đâu xa đó. Dạ con biết rồi. Trả sơ hút đi. Tại em biết chặt từ nhỏ. Ồ, hay vậy. Ủa, cha em chị em hả? Cha, cha nào? Em đâu có cha. Ủa, chứ hồi nãy anh thấy ông nào quê em á? À, dạ, ba mẹ bị tai nạn chết hết từ khi em còn nhỏ rồi. Mà em may mắn được Tứ Thúc nhận về. Tứ Thúc nuôi em xong rồi cho em đi ăn xin vòng vòng vậy á. À... à, thôi, anh có việc rồi, anh phải đi nha. Hả? Tứ Hút mới về. Tứ Hút đi đâu mà lâu quá vậy? Ta rất cảm ơn vì sư nương đã ghé thăm và tặng cho ta thuốc. Loại thuốc này rất là hiệu nghiệm. Lúc sư nương còn ở trên chùa có tặng cho ta một chai. Nhưng từ khi sư nương đi rồi, ta tìm khắp nơi để mua nhưng không có. Loại thuốc này do sư phụ của ta truyền lại, trị các chứng đau nhất rất là hay. Lần này biết sẽ đi ngang đây nên ta mang theo để tặng ông. Chuyến này đi về miền xuôi, không biết khi nào mới trở lại đây. Ta được biết sư nương đi khắp nơi để chữa bệnh cứu người, ta cũng thấy mừng. À, cái ngôi chùa nhỏ mà lúc trước sư nương ở, bây giờ cũng không có ai đến. Vậy hả? Vậy ta sẽ ghé thắp nhang trước khi đi. Ủa, tên Tiểu Phúc này đi đâu rồi mà giờ chưa thấy trở lại đây ta? Chà, nó bây giờ chắc đã lớn dữ rồi. À, sư nương ơi, sư nương, con có chuyện này bất ngờ lắm. Tiểu Phúc à, chúng ta chỉ ghé qua đây thôi, không định gây họa gì nữa đây. Tiểu tử năm xưa đây sao? Bây giờ đã lớn, trông khôi ngô quá đó chứ. Nhãn chào trưởng làng. Sư nương ơi, sư nương, sư nương cố ở đây thêm vài ngày nữa đi. Con có việc này quan trọng lắm. Tiểu Phúc, con định gây họa gì nữa đây mà đòi ở lại vài ngày hả? Con đâu có làm gì sai đâu, chỉ là con chưa tìm được chân tướng thôi.
nên không thể nói cho mọi người biết được. Trưởng làng ơi, trưởng làng cho con thêm một cơ hội nữa đi. Trong vòng 2 ngày con hứa sẽ làm sáng tỏ mọi việc mà. Tiểu Phúc à, nhưng mà có chuyện gì con phải nói cho ta biết mới phải. Ta nghĩ sư nương nên cho chàng trai này một cơ hội. Sư nương có thể về ngôi chùa nhỏ tá túc một vài ngày cũng được. Chồng tôi bị bạo bệnh, qua đời đã gần được một năm. Chỉ còn có Võ Khôi là đứa con duy nhất. Nó lại là cháu đích tôn của dòng họ Võ nữa. Bây giờ nó bị mất tích, tôi biết phải sống làm sao đây trưởng làng ơi. Ta nghe đồn trên huyện dạo này có đám người xấu chuyên bắt cóc con nít, cho nên sư nương mới phải đến đây để tá túc. Không ai biết gia cảnh của bà ra sao. Vậy còn tên tiểu tử kia thì sao? Lai lịch của nó cũng rất là mờ ám. Lỡ đâu nó cũng có quen biết với đám người xấu thì sao? Thưa trưởng làng, tôi có lên chợ huyện hỏi kỹ, người ta nói chỉ thấy cậu bé đi với một chú tiểu, còn đi đâu thì không ai biết. Võ Khôi là đứa cháu trai duy nhất của dòng họ Võ. Nếu chồng ta đi săn về biết được chuyện này, sẽ không để yên cho ông và mọi người đâu. Nếu như không tìm lại được con tôi, chắc tôi chết mất. Tôi không cần bắt bà ta lên quan, tôi chỉ cần bà ta bắt tên tiểu tử kia trả con tôi lại cho tôi. Thưa trưởng làng, chúng tôi đã cho mọi người đi tìm ở khắp mọi nơi, từ trên huyện về đến đây, nhưng không thể nào tìm được công tử ở đâu cả. Trời ơi, con ơi, con ơi, bây giờ con đang ở đâu? Con em đang ở đâu? Con ơi, con ơi, con ơi. Có chuyện gì mà từ lúc mở về tới giờ tôi thấy người không được vui? Chắc tại là đi đường xa về cho nên ta hơi mệt thôi. Ta đi khắp nơi, trên đường đi gặp chùa nào ta cũng ghé vào để cầu xin cho con trai ta được bình an. Công tử Khôi Ngô phúc dày, tôi tin là công tử còn sống. Xin mở hết bình tâm nghe mở. Ta cảm ơn ông. Quên nữa, chị Ngọc Ái đâu? Sao ta về từ nãy giờ mà vẫn không thấy? Dạ, mà ấy đi đâu thì không có thấy nói. Mà từ lúc cậu trưởng mất tới giờ á, thấy mở ấy sao sao á, làm như có cái điều gì lo lắng á. Mở thứ nè, tôi nghe người ta đồn á là họ Võ nhà này á bị lời nguyền tiệt tự tiệt tôn đó mà. Ai đồn như vậy? Người ta đồn như thế nào? Ông nội tổ nhà này á là quan cận thần ở triều đình, nghe nói đã ra tay á giết quan một số quan quân vô tội, nên bị các cái vong linh nó đeo bám, rồi nó nguyền rủa cho tiệt tự tiệt tôn đó. Tuy thê thiếp á nhiều nhưng chỉ sinh có một người con trai duy nhất à. Rồi tới cái đời của cha chồng mợ á cũng có hai người con trai. Cậu Thứ á mất cách đây mấy năm, rồi bây giờ Võ Khôi á thì mất tích. Cậu trưởng á mất cũng chưa được giáp năm nữa. Đàn ông nhà này riết là không còn ai cả hết mỡ à. Thôi, ông đừng nói nữa. Ta... Ừ,
mệt. Ta mệt rồi. Ta vào trong nghỉ ngơi đây. Mà cẩn thận nha mà. Lộn xộn gì nè, hình như có ai vào phòng của ta. Ai đã vào phòng của ta? Lão Tính, Lão Tính đâu? Dạ có chuyện gì vậy mợ? Có ai đó đã vào trong này lục lọi đồ đạc của ta, lão có biết hay không? Tên trộm này vậy là nó hay quá hay. Ủa, nó vào đây không có nghe cái tiếng động nào cả mà. Trộm mà, vô lý. Nếu là trộm, tại sao trang sức và tiền bạc của ta vẫn còn đủ cả? Vậy hắn vào đây để làm gì? Chuyện này lạ thật. Trong nhà chỉ có mấy người, toàn là người tính cẩn không. Họ ở đây cũng rất lâu, tâm tính của họ cũng rất tốt mà. Chuyện này lão đừng kể với ai nghe cả, cứ coi như là chúng ta chưa biết gì hết. Nhưng mà kể từ giờ phút này trở đi, lão phải cẩn thận để ý tất cả trong nhà này, cửa nẻo thật là kỹ lưỡng, biết chưa? Dạ vâng ạ mà. Dạ thưa bà, cho con xin ít đồng lẻ ăn cơm. Các ngươi vô nhà trước đi. Tứ Ngô. Phải, là ta đây. Ông đến đây làm gì? Tất nhiên có chuyện thì ta mới đến tìm bà. Lần này ta đến đây là muốn thương lượng với bà một chuyện. Thương lượng chuyện gì? Ta đã đưa cho ông cả trăm lạng bạc rồi còn gì nữa. Không phải là chuyện đó, mà là chuyện khác. Chuyện khác? Là chuyện gì? Mà cái thằng nhỏ, ông đã giết nó chưa? Xin bà thứ lỗi vì đã không làm theo ý bà. Chẳng những ta không giết nó, mà ta còn nuôi nấng nó thành người. Hàng ngày nó theo ta đi ăn xin khắp nơi, và theo ta thấy nó là một đứa con rất hiếu thảo. Tại sao không nghe lời của ta? Nếu như chuyện này mà dở lỡ ra thì... Bà yên tâm, ta đã cho nó uống thuốc thay hình đổi dạng và làm mất hết trí nhớ. Hiện giờ nó không biết mình là ai, chỉ biết mình là một kẻ mồ côi và được ta mang về nuôi nấng. Nếu vậy, hôm nay ông tới đây tìm ta có việc gì? Theo ta được biết thì trong dòng họ Võ có một gia bảo rất quý giá, và ta tin là bà cũng biết nó. Đó là miếng ngọc bội. Nhưng sao ông biết? Một miếng ngọc bội quý giá như vậy, ai nắm được nó trong tay sẽ nắm toàn quyền trong gia tộc. Ngoài việc được hưởng bổng lộc của triều đình, còn được thăng quan chức tước. Một báu vật như vậy thì làm sao ta không biết đến nó được. Miếng ngọc bội ấy đang nằm trong tay của Kim Hoa, vì ả ta là người sinh cho gia tộc này đứa con trai duy nhất của dòng họ Võ. Ta cũng đang tìm nhưng vẫn chưa thấy nó. Làm sao bà tìm được nó? Chỉ có một cách để khiến ả phải đưa ra. Cách nào? Đó là chuyện của ta.
Sau khi lấy được miếng ngọc bội, ta sẽ rời khỏi chỗ này. Còn bà hãy kiếm cách đuổi A đi. Bà là giáo trưởng, bà sẽ nắm toàn bộ gia sản. Được. Làm gì mà ngủ sớm như vậy? Ta chỉ lo cho sức khỏe của ngươi thôi. Nếu uống rồi thì ngủ tiếp đi. Gây quả chưa đủ hay sao mà bây giờ còn rình mò nhà người ta, lỡ người ta phát hiện nói mình ăn trộm thì khổ. Dạ đâu có đâu Xuân Nương, khi ở chợ con là thấy một bạn có tài chặt gạch, có cử chỉ y hệt Võ Khôi luôn, xong rồi con mới hỏi bạn thì bạn không có biết gì về cha mẹ của bạn hết, nên con đã theo dõi và chắc chắn đó là Võ Khôi, con của Kim Hoa. Con xin Xuân Nương và trưởng làng hãy giúp đỡ bạn ấy. Nếu ta nhớ không lầm, Kim Hoa Pháo có một đứa con trai 7 tuổi bị mất tích. Mà nếu bây giờ tính ra thì tuổi của nó cũng trạc cái tuổi người bạn mà con vừa gặp. Nhưng mà theo con nói thì bạn ấy không nhớ, không biết gì về cha mẹ của mình. Như vậy thì làm sao ta có thể giúp được cho con? Dạ không có đâu. Bạn ấy bị tên Tướng Ngô cho uống cái thuốc được gọi là thay đổi hình dạng, làm mất trí nhớ. Uống thuốc thay đổi hình dạng, mất trí nhớ. Theo tao biết thì gia tộc của họ Võ từng có công rất lớn với triều đình. Nếu thật sự đã có manh mối thì chúng ta phải giúp cô Thiêm Hoa tìm cho ra đứa con của mình. Bởi vì nó là đứa con duy nhất của dòng tộc. Nếu như cần thiết, ta sẽ báo lên quan để bắt tên Tướng Ngô điều tra cho rõ chân tướng. Mà làm sao con biết được tên Tướng Ngô á cho uống cái loại thuốc mà thay hình đổi dạng? Dạ, con có rình và nghe thấy được là cô Ngọc Ái sai tên Tướng Ngô bắt bạn Võ Khôi về cho uống thuốc thay hình đổi dạng làm mất trí nhớ. Bây giờ bạn phải theo hắn làm nghề hành khúc á. À, dạ, con có lấy được cái lọ thuốc từ tên Tướng Ngô. Con biết được là Sư Nương rất giỏi về y thuật, nên người hãy xem thử đây là thứ thuốc gì. Sư
biết loại thuốc này sao? Quả thật đây là loại thuốc rất đặc biệt, nó có thể thay hình đổi dạng và làm mất trí nhớ của người ta. Nhưng không lẽ sư nương biết được điều gì sao? Ta sẽ giúp con tìm ra chân tướng sự việc này. Vậy con cảm ơn. Nó đã bị ta cho uống thuốc ngủ sai hết, không ai có thể vô đây cứu mình được đâu. Ngươi muốn cái gì? Muốn gì? Điều ta muốn là miếng ngọc bội gia truyền của dòng họ Võ. Ta biết là bà đang giữ nó, muốn toàn mạng thì giao nó ra đây. Không bao giờ. Miếng ngọc bội đó là của con trai ta, ta sẽ không bao giờ giao cho người khác. Của con trai ngươi à? Nếu bây giờ ta nói con trai của ngươi đang nằm trong tay của ta thì sao? Cái gì? Ngươi giữ con trai ta? Con trai ta đâu? Mau trả con trai ta lại đây. Đâu có đơn giản như vậy nữa. Giao biết ngọc bội ra, ta sẽ cho ngươi gặp con trai của mình. Không, ta không tin ngươi. Ngươi phải cho ta nhìn thấy con trai ta thì ta sẽ đưa miếng ngọc bội cho ngươi. Giao ngọc bội ra, ta sẽ cho ngươi gặp con trai. Cho ta thấy con trai ta, ta sẽ giao miếng ngọc bội cho ngươi. Ta không thương lượng với ngươi nữa. Nếu ngươi không giao ngọc bội, con trai của ngươi khó bảo toàn mạng sống. Sao? Ngọc bội ta đang giữ đây. Chỉ cần ngươi cho ta thấy con trai ta, ta nhất định sẽ đưa nó cho ngươi. Thôi được, theo ta. Đây là ai? Đây đâu phải là con trai của ta. Nhìn cho kỹ đi. Trời ơi, đúng là con tôi rồi. Đúng là con tôi rồi. Là con tôi nè. 5 năm rồi. Trời ơi, con ơi, con của tôi lớn như vậy rồi hay sao? Quá là nó vẫn bình an. Con tôi không sao hết. Con tôi không sao hết. Ủa? Sao vậy nè? Con ơi! Con! Con ơi! Con! Trời ơi, con tôi sao vậy hả? Sao con tôi nó nằm im ru vậy nè hả? Tại sao vậy? Sao con tôi nằm im ru vậy? Nó mệt quá, nó ngủ thôi. Sao? Nó chỉ ngủ một lát rồi nó sẽ dậy. Bà đã được gặp con của mình, về thể thực hiện lời hứa của mình đi. Giao miếng ngọc bội ra đây. Bảo đảm với bà là nó sẽ không sao. Mau giao ngọc bội ra đây.
để tôi giao cho ông. Nè, người gây ra án mạng xong rồi người bỏ trốn vậy đó hả? Án mạng cái gì? Họ chỉ tạm thời ngủ thôi. Bây giờ ta sẽ đưa đứa nhỏ đi. Khi thức dậy, bà sẽ đi tìm con của mình. Bà tìm cách đuổi á ra khỏi nhà. Sau đó bà sẽ chiếm rõ cái gia tài này. Sư tỷ. Ngươi còn gọi ta là sư tỷ hay sao? Uổng công ta đã coi ngươi là sư đệ tốt, nên đã chỉ cho ngươi phương thuốc gia truyền mà sư phụ đã dạy cho ta. Ngươi đã dùng phương thuốc đó thay hình đổi dạng để đi hại người, làm sư phụ đã đuổi ta khỏi nhà vì nghĩ ta đồng lõa với ngươi. Sư tỷ hãy tha lỗi cho đệ, vì đã khiến cho sư tỷ chịu mang tiếng oan như vậy. Ta không màng đến chuyện đó. Cái chính là ngươi không chịu cải tà quy chính. Ngươi tham lam lấy hết của người này đến lấy của người khác. Lần này ta không tha cho ngươi đâu. Không tha cho đệ. Nếu vậy, tỷ sẽ làm gì? Gì vậy? Cái người lại! Quân địch đã đến đây và đã bao vây khắp cả căn nhà này. Các người không chạy thoát đâu. Với chứng cứ rày rạch, các người phải chịu tội trước triều đình. Trưởng làng ơi! Đừng bắt tội tôi! Đừng bắt tội tôi! Chỉ vì lòng tham mà bà đã bắt cóc con trai của cô Kim Hoa, rồi còn tiếp tay cho gian tặc vào nhà. Tội của bà không nhỏ đâu. Tiểu Phúc, con hãy lấy thuốc giải này cho mẹ con họ uống, chút xíu họ sẽ tỉnh lại thôi. Dạ. Cô Kim Hoa, cô có sao không? Dạ thưa không. Cảm ơn ông. Cũng nhờ có sư nương đã cho thuốc giải trước, cho nên độc không ngấm vào người tôi được. Cái gì? Dạ. Cả các người thông đồng với nhau để gạt ta. Các người đã gạt ta. Đúng vậy. Ta đã biết trước âm mưu của ngươi, nên bày ra cái này để trả lại cho ngươi. Còn miếng ngọc bội ngươi đang cầm chỉ là đồ giả thôi. Ngọc giả? Ngọc giả? Sao ngươi lại hại ta? Ta có thù oán gì với ngươi đâu. Vì ngươi á mà ta phải mang tiếng là tiếp tay cho kẻ đã bắt cóc đứa trẻ này trong 5 năm qua đó. Ta đã muốn thực hiện kế hoạch này từ lâu, nhưng hắn lúc nào cũng đi sát bên mẹ, ta không thể ra tay được. Trời xui đất khiến, khi người xuất hiện thì hắn lại chạy lên bên ngươi. Một cơ hội hoàn hảo để ta thực hiện kế hoạch. Người ta thật sự không ngờ ngươi lại chính là đệ tử của sư tỷ ta. Đúng là trời cao có mắt. Ngày xưa ngươi lợi dụng lòng tốt của ta để hại ta,
hại thầy. Bây giờ người phải cúi đầu nhận tội trước đệ tử của ta. Không, không cam tâm, không cam tâm. Người đâu, không chạy đi. Đi. Tôi biết lỗi của tôi rồi. Không cam tâm. Kiếm qua. Ngọc Ái, chị Ngọc Ái. Tỉnh rồi, con trai của mẹ. Trong tình 5 năm trôi qua, mẹ con mình cũng được gặp lại nhau rồi. Em nhớ anh không? Anh Tiểu Phúc. Vậy là sau 5 năm lưu lạc, thầy trò Tiểu Phúc cũng được giải oan. Cả hai trở về ngôi chùa xưa và tiếp tục hành nghề bốc thuốc cứu người. Dân làng ai cũng yêu mến và khâm phục tài đức của hai thầy trò.